Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 881, tiếng trống dừng lại. Ba nhân viên tạp vụ nằm trên mặt đất ở trong hầm, thân thể tất cả đều bị thương, khóe miệng chảy máu, hai tròng mắt lóe lên lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhìn người trong hầm, không hiểu vì sao mà lại bị phát hiện ra. Rất ngạc nhiên, Mỹ Linh trên tay cầm con dao nhọn, vừa cười vừa từng bước đi lên phía trước, nhìn bọn chúng nói, ngạc nhiên làm a sao chúng ta có thể phát hiện ra chai rượu đó, sau đó lại có thể tráo đổi? Một nữ phục vụ bên hông bị thương, máu vẫn đang chảy xuống mặt đất, tất cả đều là máu. Ngửa mặt lên, nặng nề nuốt nước bọt nhìn mỹ linh. Mỹ linh đột nhiên hài hước nói, không nên coi tất cả mọi người trong thiên hạ đều ngốc cả. Cô gái kia là chúng ta cố ý sắp xếp, tráo đổi chai rượu kia, khi nó rơi xuống mặt đất, cô ấy liền ôm đi, sau đó dẫn ngươi qua đây, chờ ngươi gửi tín hiệu cho đồng bọn ngươi hiểu rõ ý của ta chứ nữ phục vụ này nghe nói thế nhìn chằm chằm vào mỹ linh nói ngươi các ngươi đưa ta vào chồng mỹ linh nhịn không được vì cười nói cho nên ta nói đừng coi người khác là đồ ngốc nói ai sai khiến các ngươi tới đây rốt cuộc có mục đích gì ta biết các ngươi là người của tổ chức bóng đêm thế nhưng người của tổ chức bóng đêm chỉ là giết người ai đứng phía sau vụ này nhưng bọn chúng không lên tiếng chỉ cười mỉa mai phanh, chấm than ngoặc kép, cửa bị mở ra. Tiếng trống sẽ phải ngừng rồi. Uyển Thanh nhanh chóng đem hòm thuốc tiến vào, không nói hai lời, đặt xuống, mở ra, từ bên trong lấy ra ống tiêm, kim tiêm, nhanh chóng xoay vào với nhau, sau đó dơ lên không chung, nhẹ ấn lấp dịch lỏng trong suốt phun thẳng ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền Ba người của của tổ chức bóng đêm bị chói, hồn hền thở gấp, nghi ngờ không hiểu nhìn về phía cô chúng ta không có thời gian. quyền Thanh đầu tiên là tháo mũi kim ngắn ra, sau đó cầm lên một mũi kim dài khác, nhanh chóng lắp vào. Sau đó lại dơ lên không chung, nhẹ nhấn một cái, lớp dịch lỏng lại bắn ra ngoài, cuối cùng nhìn về phía ba người của tổ chức bóng đêm, hai mắt lộ ra vẻ vô tình và tàn nhẫn, chậm chạp nói thuốc này khi tiêm vào cơ thể của các ngươi. Ba giây sau, các ngươi lập tức sẽ xuất hiện ảo giác đáng sợ, cảm thấy như bị rắn quấn lên đầu, răng sẽ cắn vào đầu lưỡi, Chất độc sẽ không ngừng ngấm vào, lăn qua lăn lại, cảm giác còn đáng sợ hơn bị nhiệt độc hay bỏ cạp bò đốt. Khắp nơi đều cảm giác thấy rắn, ảo giác này sẽ từ từ cùng các người chơi đùa. Theo bản năng các người sẽ tự nói với chính mình, đây không phải là sự thật. Nếu mà sợ hãi, tế bào thần kinh của các người cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó. Cô lại nhanh chóng cầm lên một ống tiêm khác, sơ lên nhìn về phía người của tổ tức bóng đêm, mỉm cười nói, lúc đó... Chúng ta sẽ tiêm mũi thứ hai, mũi thuốc này chính là để cho các ngươi ngoan ngoãn nói sự thật." Ba người của tổ chức bóng đêm trong nháy mắt khẽ nhúc nhích hàm răng. Uyển Thanh nhìn bọn chúng cười nhạt nói, "Chưa ảo tưởng mà tự sát, chúng ta đã tiêm một mũi trước khi đưa các ngươi vào đây, hiện tại hàm răng của các ngươi chỉ có thể nói, ngoài ra không thể làm gì hơn nữa. Nếu như có thể tự sát, không phải là dễ dàng cho các ngươi sao? Các ngươi giết nhiều người như vậy, xuống địa ngục quá đơn giản." Hãy ở lại đây cùng chúng ta chơi đùa đi. Ta sẽ cho các người một cơ hội nữa, nói. Ai đứng phía sau chỉ đạo? Ai sai các người tới đây? Hình ảnh đứa bé đặt trên bàn của chủ nhân các người rốt cuộc là ai? Ba người của tổ chức bóng đêm quay đầu đi, nặng nề thở dốc, im lặng không lên tiếng. Quyền Thanh nhìn về phía chúng nói, không nói có phải không? Chấm hỏi ngoặc kép, chúng vẫn như cũ không lên tiếng. Cung cấp thuốc cho chúng, Quyền Thanh không nói hai lời. Liền cả người nhanh chóng đứng lên, phân phó thuộc hạ, hầu hạ bọn chúng tốt cho tôi. Chấm than ngoặc kép, Mỹ Linh cùng ba người đàn ông mặc áo đen cầm ống tiêm lên, nhanh như chấp tiến tới, trong nháy mắt hướng thân thể của bọn chúng đâm mạnh xuống. a à, chấm than ngoặc kép, chúng đau đớn, ngửa đầu lên kêu la. Thùng, thùng 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 thùng, tiếng chống lại nhanh chóng vang tới. Khung cảnh của bữa tiệc tối um, ánh đèn theo từng đợt chống quét qua quét lại toàn bộ nam nữ độc thân. Đường khả Hinh ngồi ở bên cạnh thầy, cảm giác gấp gáp, hồi hộp, hai mắt chấp liên tục, thở dốc chỉnh lại váy, nghe tiếng trống kia càng lúc càng to hơn, càng lúc càng rồn rập, thấy trang trang hạo nhiên đang nhìn về phía mình dịu dàng, tươi cười, đẹp trai. Tim cô bỗng đập rộn ràng, nếu có hôn cũng chỉ là vì mục đích từ thiện mà thôi. Cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Dừng, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng đột nhiên quát to một tiếng. Tiếng trống trong nháy mắt dừng lại ánh đèn cũng dừng lại. Tất cả quan khách hồ lên một tiếng, nhìn khắp nơi bên phải, bên trái, muốn xem rốt cuộc tối nay cô gái may mắn đó là ai. Một ánh sáng màu trắng, liền rơi vào người mặc chiếc váy dài có đính hoa mẫu đơn, và có vài cánh hoa nhỏ ở trên đầu. Đường khả hình vẫn như cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, nhìn xuống đôi tay trắng nõn nhỏ bé của mình đang đan vào nhau. Nghĩ hôm nay vọt vào phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, khóc lóc van xin hôn một cái lại bị người kia cự tuyệt làm cho tâm cô đau đớn, mất mát. Hai chồng mắt đỏ bừng, cũng không muốn biết Trang Hạo Nhiên sẽ cùng ai hôn môi. Cô vẫn như vậy ngơ ngác ngồi một bên, cảm thán tình cảm của mình. Mọi người xung quanh cùng nhau im lặng nhìn cô. Vitus cũng bộc lộ vẻ kỳ quái, cười như không cười nhìn về phía học trò. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, nhìn thấy ánh sáng quét qua như khung cảnh trên thiên đường, như người nhìn thấy một cô gái đáng yêu, đang im lặng mà dịu dàng nhìn xuống phía dưới lộ ra vẻ cô đơn vô hạn, anh không khỏi dịu dàng mỉm cười. PS, ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Đường tiểu thư, tiêu đồng đứng phía trước kêu lên. Đường khả hình vẫn như cũ cả người ngơ ngác, im lặng không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ ngồi ở một bên, hai tròng mắt lóe ra, đột nhiên hiểu một chút, im lặng và mỉm cười quay đầu, nhìn về phía đường khả hình quan khách vẫn như cũ im lặng nhìn cô. Tiêu đồng không chờ đợi được cười rộ lên, cầm micro lớn tiếng gọi đường tiểu thư. Chấm than ngoặc kép. a à, đường khả hình lúc này mới có phần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn về phía trước sân khấu, vẫn là tiêu đồng đứng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt chiếu ra, đang mỉm cười với cô, lúc này chống ngực của cô đập thình thịch, bối rối nói, gì thế? Toàn bộ quan khách trong bữa tiệc bật cười. Đường khả hình ngây ngốc quay đầu nhìn xung quanh, vẫn mơ hồ, chưa có phát hiện ra bản thân mình đang ngồi chính giữa ngọn đèn chiếu vào. Cô xem trên người cô có ánh đèn chiếu không? Tiêu đồng mỉm cười nhắc nhở. Đường khả hình lập tức cúi đầu, nhìn thấy bông hoa mẫu đơn bên hông được chiếu bởi một vệt sáng, trong nháy mắt sáng lên giống như trên thiên đường, đóa hoa kia trở nên sống động, rất thanh lịch mà cũng quyến rũ. Một bàn tay chìa ra trước mặt, tự nhiên có một cảm giác xúc động ập đến, không thể tin được người này lại xuất hiện trước mặt cô, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên kêu nhỏ chuyện này chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô mỉm cười đường khả hinh nhìn vào đôi mắt anh kích động mỉm cười cảm giác nước mắt đang chảy ra nhìn trong khung cảnh ánh sáng mờ ảo này không nghĩ đó là sự thật giống như đang nằm mơ trong bóng tối bóng của hai người như đang trong thiên đường tương đối xa nhưng khoảng cách thực tại lại đứng rất gần nhau tiêu đồng ở phía trên nhìn hai người lớn tiếng nói đêm nay Tổng giám đốc Trang đã mời được cô gái may mắn nhất lên sân khấu rồi. Một tràng pháo tay vang lên. Đường Khả Hinh lập tức có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, hai tròng mắt dưng dưng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng không khách khí vung tay lên nhiệt tình tươi cười, cả người phóng khoáng, đẹp trai đứng trước mặt Đường Khả Hinh, im lặng xúc động nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn ngồi ở chiếc ghế màu trắng, xấu hổ, dịu dàng ngẩng đầu nhìn anh, trái tim lại đập thình thịch. Trang Hạo Nhiên cười trong nháy mắt cúi xuống ôm lấy đường khả. Hoa hoa, chấm than ngoặc kép, toàn hội trường quan khách nhao nhao vỗ tay cổ vũ, đồng thời cười rộ lên. Đường khả hình bất ngờ bị người đàn ông này bế lên, cảm giác an toàn và ngọt ngào bao quanh mình, vươn tay, nhẹ vòng qua cổ anh, mặt xấu hổ đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, muốn cười không dám cười, nhưng lại thực sự chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, kìm lòng không được dịu dàng nở nụ cười ngọt ngào. Lão đại, giỏi lắm, đẹp trai chấm than ngoặc kép, tô lạc hành mấy người bọn họ đồng thời kêu lên. Tưởng thiên lỗi cùng tô thủy kỳ nhất thời im lặng nhìn về phía bọn họ. Trang hạo nhiên tươi cười, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng bế cô lên, hướng phía sân khấu, bước đến. Đường khả hình kéo nhẹ cổ trang hạo nhiên, đôi mắt dịu dàng, chiều mến nhìn anh khẽ cười. chương 882, đã đến giờ. Hiện trường bữa tiệc, một chàng pháo tay tiếp tục vang lên. Tiêu Đồng nhiệt tình nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đẹp trai và Đường Khả Hinh đang e thẹn đứng bên cạnh, nhịn không được trêu đùa bọn họ nói: "Tổng giám đốc Trang, anh có vẻ không thích Đường tiểu thư của chúng tôi có phải không?" Trang Hạo Nhiên cảm thấy tim đập mạnh, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh cũng bộc lộ một chút nhu nhược, dịu dàng nghi ngờ nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhịn không được lại cười rộ lên nói: "Nếu như không phải, vừa rồi chiếu chúng tổng giám đốc tưởng, anh rất vui mừng và nhiệt tình." còn đem áo khoác cởi ra. Toàn hội trường lại một trận cười nhưng ngả. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ cũng cười. Trang hạo nhiên mặc sơ mi màu lam nhạt, quần màu lam đậm, cúc áo ở cổ hé mở, lộ ra đường vân ra gợi cảm, hai tay đút nhẹ vào túi quần, mỉm cười nhìn nói với tiêu đồng tôi sợ tôi quá nóng, sẽ dọa thư ký của tôi. Lời này vừa nói ra, quan khách ở đây rốt cuộc mới biết, đường khả hình là thư ký của Trang hạo nhiên, mọi người lại ồ lên đường khả hình vẫn có chút xấu hổ, cúi đầu mỉm cười. Tiêu đồng nghe Trang Hạo Nhiên nói lời này, cũng phì cười, tiếp tục quay sang đường khả hình vẻ mặt tươi cười hỏi, đường tiểu thư, mặc dù đêm nay cô có khả năng làm đông đảo các nữ khách ở đây hâm mộ. Thế nhưng cô có thể thấy tổng giám đốc tưởng cự tuyệt nụ hôn này, sau đó ủng hộ 2 tỷ. Cô có đồng ý không? Đường khả hình lập tức đỏ bừng mặt, mang theo một chút bối rối, xấu hổ cúi đầu cười nói, tôi, tôi không có 2 tỷ mọi người lại một trận cười vang. Trang hạo nhiên thấy bầu không khí náo nhiệt như vậy, im lặng mà tình cảm nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Nếu cô không có hai tỷ như vậy là cô đồng ý hôn tổng giám đốc Trang có đúng không? Tiêu Đồng mỉm cười và cố ý hỏi Đường Khả Hinh. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh bẽn lẽn đứng tại chỗ, cúi đầu một lúc, sau đó gật đầu. A, à, chấm than ngoặc kép. đông đảo quan khách lại vui cười, vỗ tay tán thưởng bên cạnh cũng nhiều nụ cười ghen tị của một số khách nữ. Tiêu đồng lại trêu đùa đường khả hinh, nói, là ủng hộ một tỷ, hay là 500 trăm ngàn, cô có thể lựa chọn. Đường khả hinh nghe lời này, vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng lên, bối rối ngọt ngào nói không nên lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên hai tròng mắt cũng lóe ra đầy yêu thương, dịu dàng nhìn cô. Một tỷ, một tỷ, một tỷ, chấm than ngoặc kép, Lâm sở nhai cùng tô lạc hành hết sức ồn ào, một bên vừa vỗ tay, vừa cười kêu to, một tỷ, một tỷ, một tỷ, chấm than ngoặc kép. Toàn hội trường quan khách cũng hòa theo, cười to kêu to. Nhã tuổi cùng Trần Mạn Hồng và mấy người bên cạnh cũng vừa cười vừa vỗ tay, ngay cả tô Thụy Kỳ khi thấy rõ ý tứ của đường Khả Hinh cũng mỉm cười, nhìn cô cổ vũ. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng, xấu hổ đứng tại chỗ, cúi đầu ngượng ngùng mỉm cười, thật sự khẩn trương, rất hồi hộp. Trang hạo nhiên âu yếm nhìn đường khả hinh. Đường tiểu thư, một tỷ một nụ hôn, cô đồng ý chứ? Tiêu đồng lại mỉm cười nhiệt liệt hỏi đường khả hinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hinh nghe lời này, lại im lặng một lúc, cuối cùng mặt đỏ bừng vì xấu hổ cũng gật đầu, giọng nói dịu dàng như cô dâu mới, tôi đồng ý. Hoa hoa, chấm than ngoặc kép, cả hội trường vỗ tay cười rất to, thậm chí tô lạc hành và mấy người bên cạnh còn cầm di động lên. Muốn ghi lại thời khắc thú vị này. Trang Hạo Nhiên hài lòng, cúi đầu cười. Tốt, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng vỗ tay, cười rộ lên nói, mời quý vị cùng chứng kiến nụ hôn một tỷ này. Khi nào tôi kêu bắt đầu, mọi người cùng nhau vì họ vỗ tay đếm từ 1 đến 60, không được ngừng để hít thở. Cũng không được một mình thoát khỏi nụ hôn này, hai người chuẩn bị xong chưa? Trang Hạo Nhiên chậm chạp ngẩng đầu, tình cảm nhìn đường khả hinh, mỉm cười nói chuẩn bị xong. Đường khả hinh nghe lời này, xấu hổ cúi đầu, trái tim đạp loạn xạ. Cả phòng tiệc tắt hết đèn chỉ còn lại những bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng màu hồng, trắng, xanh, tím. Một bầu không khí lãng mạn được tạo thêm bởi ánh sáng màu hồng phát ra từ 12 chiếc đèn đang xoay tròn. Đông đảo thiên kim tiểu thư, nhân vật nổi tiếng nắm hai tay, ngừng thở, nhìn cảnh này. Trang hạo nhiên tiến lên, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn đường khả hinh vươn tay kéo nhẹ hông của cô, để cho thân thể mềm mại của cô sát vào người mình gương mặt đường khả hình ửng đỏ, chớp chớp hai mắt, hai tay chống nhẹ ở trước ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh, nuốt một cái, nghiêng mặt. Trang hạo nhiên lại dịu dàng cười, một tay ôm chặt cái eo nhỏ nhắn, một tay nhẹ nhàng đụng vào cằm của cô, hai tròng mắt nóng cháy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn của cô, thực sự không kéo dài được nữa, cúi xuống, nhẹ đụng vào đôi môi ngọt ngào mà mình khát vọng bấy nhiêu nay. Trái tim đường khả hình vẫn đập thình thịch, đột nhiên khi đón nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, cảm giác giống như bị điện giật truyền đến một trận ngứa một hai ba bốn chấm than ngoặc kép toàn bộ quan khách nhao nhao giơ tay lên đếm trang hạo nhiên bá đạo nắm cầm nhẹ mút lấy vị ngọt của đôi môi mềm thơm của cô đang phối hợp nhiệt tình với mình cảm giác trái tim kiên cường cùng với thân thể cường tráng trong nháy mắt đã bị đánh gục tình nguyện chìm đắm trong hương vị ngọt ngào này lại kích động ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của cô đầu lưỡi trêu chọc và dây dưa cùng đầu lưỡi của cô Ngô, mới bắt đầu đường khả hình có chút xấu hổ đón nhận nụ hôn của người đàn ông này, nhưng ngay sau đó cảm nhận được cơ thể nam tính, nóng bỏng của anh, không dám tin mình đã chiếm được nụ hôn của anh, khi nghe quan khách đếm đến 23, 24. Trái tim cô vội vàng, khó chịu, hai tay vươn kéo nhẹ cổ của Trang Hạo Nhiên xuống, chủ động phối hợp cùng đầu lưỡi của anh. Thật hy vọng đời đời kiếp kiếp đừng dừng vào thời khắc này. Trang Hạo Nhiên cũng vội vàng, ôm chặt eo của cô, lại nhiệt tình mút đôi môi, dây dưa cùng đầu lưỡi của cô, hai tay để sau lưng cô vuốt nhẹ. Đường khả Hinh lại kìm lòng không được kiếm ngón chân lên, hai tay ôm chặt cổ anh, xúc động mút đầu lưỡi của anh, từ trong đáy lòng lặng lẽ rơi lệ, nghẹn ngào nói nhỏ em yêu anh. Anh cũng yêu em, Trang hạo nhiên nói chưa hết lời, hai tay lại ôm chặt thân thể mềm mại của cô, mặt hơi đổi sang hướng khác, cùng đầu lưỡi của cô thở dốc, nhiệt tình dây dưa ở một chỗ. Lúc này, dưới sân khấu toàn bộ đều im lặng không lên tiếng tưởng thiên lỗi ngồi một chỗ trầm ngâm không nhìn phía trước cũng có thể cảm giác được bầu không khí nóng bỏng được tạo ra từ nụ hôn của hai người kia tô thủy kỳ vẫn trầm mặc chúc phúc và nhàn nhạt, nhạt mỉm cười trang ngải lâm lại có phần không kiên nhẫn hơi thay đổi tư thế ngồi một chút im lặng không lên tiếng ánh mắt bác dịch sáng lên không nói lời nào toàn trường lại một lần nữa rơi vào bóng tối Nụ hôn một tỷ này vẫn đang diễn ra, quan khách đang khẩn trương đếm 49. 50. Chấm, chấm, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên dựa vào bóng tối, ôm chặt thân thể mềm mại của đường khả hình, nhiệt tình mút đầu lưới của cô, tình cảm mê loạn, mập mờ xoa hông của cô. Đường khả hình cũng vội vàng kiếng chân lên, hai tay vây quanh cổ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Từng đợt trống vang lên, ánh sáng luân chuyển trên thân thể hai người. Trong hầm tối, ba người của tổ chức bóng đêm nhận thấy ảo giác đã xuất hiện những con rắn khổng lồ đang nhìn mình hai mắt của chúng rất đáng sợ lưỡi vươn dài như định chộp lấy họ a à, đó là tiếng kêu của một phụ nữ trong nháy mắt xuất hiện ảo giác dường như nhìn thấy lũ rắn đang mở miệng cắn vào bắp chân cô ta kêu toáng lên mỹ linh vô tình và tàn nhẫn dùng dao nhọn hướng đùi cô ta đâm một cái máu tươi phun ra a à, chấm than ngoặc kép cô ta cảm giác như mình bị rắn cắn vào bắp đùi Thân thể Khẩn Trương run rẩy kêu to, tránh ra. Tránh ra. chấm than ngoặc kép chấm Hai gã đàn ông của tổ chức bóng đêm cũng lập tức xuất hiện ảo giác, trừng mắt nhìn đồng bọn. Uyển Thanh nhanh chóng cầm ống tiêm thứ hai, cắm mạnh vào thân thể người phụ nữ kia, nghiêm nghị kêu to, nói: Ai sai khiến các người tới đây? chấm than ngoặc kép Cơ thể cô ta có quắp ngã xuống mặt đất, mồ hôi, nước mắt cùng máu loãng chảy khắp sàn nhà, mặt áp sát nền nhà hai mắt mở trừng trừng, cơ thể co quắp đáng sợ. Mỹ Linh nghe thấy tiếng trống ở bữa tiệc đã dừng lại, cô lẩm bẩm đếm thời gian thuốc phát huy tác dụng, 10, 9, 8, 7, chấm 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 ngoặc kép. Tại bữa tiệc, quan khách vỗ tay nhiệt liệt. Tiêu đồng lập tức bước về phía trước hai người, cười nói, đã hết giờ. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên cùng đường khả Hinh đứng ở hai bên, khát khao nhìn đối phương. Lúc này, bác dịch nhìn thấy tin nhắn ở di động, quay lại, hai tròng mắt phóng ra sự hận thù rất đáng sợ. chương 883, nhận tội. Mật thất. Một tiếng thở dốc vô cùng thống khổ và đáng sợ từ trong mật thất truyền đến. Toàn bộ thế giới vào đêm mưa, đáng sợ như thế. Khắp nơi mưa gió điên cuồng. Một mình bác dịch lặng lẽ đi trong bóng đêm, trên tôi y cầm cây dù, nghe tiếng mưa tí tách, dường như lại lại nhớ tới buổi tối kia trong quá khứ, máu chảy thành sông, cũng là một đêm mưa như vậy ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, một nữ bóng đêm co rút thân thể, dường như hít thở không thông, cơ mặt co quắp, thống khổ thở dốc đến đáng sợ. A, à, chấm than ngoặc kép, hai người đàn ông cũng đang cố gắng chống lại nỗi đau đớn do, cự mãng, đang gặm cắn chính mình, liên tục xoay cổ tôi y, muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, Mỹ Linh lại hướng tới cánh tôi y của hắn, tiêm vào một mũi, nghiêm nghị kêu to, nếu như các người nói sự thật cho tôi biết, tôi sẽ thả các người đi nói, ai sai khiến các người tới, đêm nay có mục đích gì, chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn lặng lẽ đứng trước cửa sổ trong mật thất, nghiêm mặt nhìn cơn mưa cuồng loạn trong màn đêm gần cửa sổ. Bác dịch một mình che dù, tiếp tục đi về phía trước. Uyển thanh tính toàn yến hội sắp sửa kết thúc, cô nhanh chóng ngồi xổm trước mặt người phụ nữ kia, nâng cổ tôi y, bèn nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng lấy ra một cái kim tiêm, giống như nanh vuốt rắn độc, lập tức cắm xuống. Cự mãng trong nháy mắt chảy vào trong cơ thể người phụ nữ. a, à, người phụ nữ bóng đêm kia kêu một tiếng, ảo ảnh mà cự mãng mang đến như có một con rắn lớn đang quấn chặt lấy thân mình. cuối cùng cô run rẩy sợ hãi kêu to, cảm giác thân thể đã từng được huấn luyện một cách vô tình cùng tàn nhẫn nhanh chóng bị đánh bại. cô ngửa mặt hoảng sợ kêu to, rơi lệ nói, tôi nói, tôi nói, tôi nói. nói. uyển thanh nâng mí mắt, sắc bén nhìn cô. trong nháy mắt lãnh mặc hàn cũng xoay người lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ kia. Cánh cửa bịch một tiếng mở ra, bác dịch đứng trước cửa phòng, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía người phụ nữ kia, hai tròng mắt lóe ra tia phẫn hận giấu kín nhiều năm, anh chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ bóng đêm kia. Nói, chấm than ngoặc kép, Uyển thanh lại dơ thanh đao, cắm vào trên đùi người phụ nữ kia một đao, máu loãng tiếp tục chảy ra. Chúng tôi tiếp, tiếp, mệnh lệnh của chủ nhân, đêm nay qua đây lấy băng hồ điệp ám sát hủy dung thiên kim của chủ tịch Hàn Thị. Người phụ nữ co quắp thân thể, mái tóc ướt nhẹp dính một bên, khuôn mặt thống khổ dán xuống mặt đất, yếu ớt nói còn. Còn, sau đó thừa dịp thời điểm yến hội hỗn loạn, ám sát tô. Tô thiếu ra, khuôn mặt lãnh mặc hàn lập tức âm u, nhìn cô nói tại sao lại muốn ám sát tô thiếu ra. Người phụ nữ nặng nề thở hổn hển, khuôn mặt tiếp tục dán trên mặt đất, khóe miệng đầy máu tùy ý chảy ra, đôi mắt run rẩy kinh hoàng, lộ ra tia yếu ớt, từng chữ từng chữ vô lực nói, bởi vì... Bởi vì, 10 năm trước, Thủ tướng sai cán bộ đến huyện tra do án tử vong do rượu nho, những người đó lại bí mật xử tử cả gia đình chủ nhân tôi. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nhíu chặt mi tâm, chợt cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Bác dịch lạnh lùng cất bước tiến lên, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, thấy cô dẫy ruộng như sắp chết, trong tôi y cầm bình nhỏ chứa oxy hóa chỉ thủy tinh, chậm rãi nói nói cho tôi biết năm đó chủ nhân của cô có loại chất độc này người phụ nữ kia truyền đến từng đợt lạnh lẽo run rẩy nâng mí mắt nhìn về phía chiếc bình nhỏ kia nặng nề chấp nháy hai tròng mắt vô lực gật đầu bác dịch cắn chặt răng hai tròng mắt thâm thúy nhìn về phía cô nghĩ giống như suy đoán của hạo nhiên quả nhiên không sai năm đó lưu lại có hai người một là người bóng đêm một là mình quyền thanh lại nghiêm giọng hỏi chủ nhân của cô trong bức ảnh mấy đứa nhỏ này là ai? Khuôn mặt người phụ nữ run rẩy tiếp tục co quắp nói tôi không biết. Tôi chỉ biết chủ nhân của tôi là phụ nữ. Lãnh mạc hàn lập tức nghiêm mặt nhìn về phía cô, nghĩ chuyện này suy đoán quả không sai. Phụ nữ, Uyển Thanh Hoài nghi lời của cô, nói tiếp, người giả hành xưa nay không cho phép thân thể gặp nguy hiểm, đây là chuyện thứ nhất. Năm đó chủ nhân của cô chạy trốn khỏi oxy hóa trì thủy tinh, nói là cả gia đình đều chết, tại sao lại là phụ nữ? Chấm hỏi ngoặc kép. Người phụ nữ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, tôi không biết. Lãnh mặc hàn nhanh chóng hỏi lại, đêm nay ám sát người ở đâu? Tòa nhà chính phủ, người phụ nữ vô lực nói ra tin tức cuối cùng. Mỹ Linh từ xa đi đến, cho cô một bạt tai, tức giận nói, đúng là không có tiền đồ. Chỉ mấy con rắn đó mà cô bán đứng tổ chức, chấm than ngoặc kép. Cô nói xong, trong nháy mắt ba người mặc áo đen vò thẳng ra ngoài trong đêm mưa, phát tín hiệu toàn bộ người bí mật di chuyển về hướng tòa nhà chính phủ. Đôi song sinh canh giữ bên ngoài phòng yến hội, vừa nhìn thấy đường khả hình tiếp nhận nụ hôn của Trang Hạo Nhiên, vẫn ngọt ngào và say mê như vậy, còn lộ ra mấy phần khổ tâm cùng chờ mong, thỉnh thoảng còn cúi đầu, xấu hổ mỉm cười. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đi theo đường khả hình lâu như vậy, hôm nay khó có được dịp nhìn thấy cô lại bộc lộ nụ cười hạnh phúc như vậy, cũng cười theo. Một thân ảnh màu tím, trong nháy mắt từ xa bước đến, các cô đồng thời nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn lại, im lặng không lên tiếng. cả người điệp y giống như âm hồn, nắm chặt hai nắm đấm, bước đi như gió trong mưa, một lần nữa dẫn mọi người đi về hướng tòa nhà chính phủ. mật thất nói chấm than ngoặc kép uyển thanh không tin cô ta biết nhiều như vậy, người được phái đi làm nhiệm vụ nhất định không đơn giản, lập tức kéo tóc cô ta lên, nâng mặt lên, nghiêm giọng nói, ngoài chuyện này ra, còn có chuyện khác không? chấm hỏi ngoặc kép hai chồng mắt người phụ nữ kia lóe lên sợ hãi không dám lên tiếng con mẹ nó cô chấm than ngoặc kép mỹ linh không nói hai lời lại muốn vung lên thanh đao tức giận nói sắp chết đến nơi lại còn dám giấu giếm chúng tôi có phải cô muốn vào hang rắn hay không tôi nói tôi nói người phụ nữ nhìn hai người đồng nghiệp đã hôn mê trong ảo giác cô không kìm được lòng đau khổ rơi lê nuốt khan nơi cổ họng run rẩy nói, chủ nhân đã bí mật phái người đi bắt trưởng phòng và quản lý phòng ăn, nghe nói tối nay đã tìm ra người phụ nữ lấy đi chai rượu đỏ năm đó là ai. Nghe nói chính phủ cùng hắc đạo, còn có tổ chức của tôi đều muốn tìm ra người phụ nữ đó. Bác dịch thông thả ngồi sổ một bên, lạnh lùng nhìn thật sâu vào cô gái kia nói, năm đó có phải là các ngươi, vào mấy năm trước, ám sát tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Cầu đúng không? Người phụ nữ yếu ớt lắc đầu, nói, không phải chúng tôi là sát nhân sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai hai chồng mắt bác dịch lóe ra nhớ lại lúc cứu hạo nhiên bên bờ biển phát hiện vai hắn trúng đạn vì che giấu con mắt của người khác chính mình đã phải xương lên vai hắn một ngọn lửa màu vàng anh xoay xoay chiếc bình oxy hóa trì trong tay nhớ lại lúc hạo nhiên giả chết thiếu chút nữa bị mất mạng nhưng có một chuyện không may là đêm đó hạo nhiên sở dĩ trúng độc chính là khi uống xong rượu đỏ có chứa oxy hóa trì lãnh mặc hàn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ kia hỏi chuyện về chiếc bình rượu đỏ kia cô biết được bao nhiêu tôi tuyệt đối không biết nước mắt cô rơi xuống run rẩy hoảng sợ nói tôi chỉ biết đó là một chai rượu đỏ rất nguy hiểm ai có được nó thì phải chết chủ nhân của chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào lãnh mặc hàn nhất thời lặng lẽ nhíu mày không hiểu nói rốt cuộc người phụ nữ lấy đi chai rượu đỏ đó là ai uyển thanh lại nhớ lại một chuyện khác Cô lập tức cầm lên một tấm hình, chỉ vào khuôn mặt một người phụ nữ trong đó, sâu xa nói: "Cô biết cô ta không?" Người phụ nữ kia run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy bên trong là một người phụ nữ mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, ngồi bên chiếc xích đu, đôi mắt long lanh mơ mộng huyền ảo, lộ ra nụ cười xinh đẹp, cô yếu ớt lắc đầu, nói: "Không biết." Uyển Thanh nhìn ảnh chụp như mặt, đôi mắt cô nhìn chằm chằm, muốn nhìn thấu nội tâm của cô ta, nhìn là biết cô ta đang nói dối. "Tôi thực sự không biết, người phụ nữ nhanh chóng nói. Uyển Thanh thả bức ảnh xuống, nhíu mày nghĩ rốt cuộc như mặt là người như thế nào. Trong nháy mắt Mỹ Linh vươn đôi tay, đập mạnh vào ót cô ta một cái, mới tức giận lại nói, lúc nào chị mày rảnh rỗi, sẽ tiếp tục chơi cùng cô. Bác dịch chậm rãi đứng lên, nghĩ vụ án rượu đỏ đã chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có manh mối. Mưa xối xả, hiện đã giảm bớt. Đường khả hình vì yến hội sắp phải kết thúc, cô chậm rãi đứng lên, mang theo nụ hôn ngọt ngào như mật của Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn môi dưới, cất bước đi ra ngoài, đón những hạt mưa lăn phăn, sắc mặt ửng hồng, hai tròng mắt vẫn còn lộ ra sự mê loạn và ám muội. Cô muốn đi về hướng phòng rượu, một bàn tay nắm lấy cánh tay tuyết trắng còn lại, khí phách ban quá thân thể của cô. Ai, đường khả hình khẽ kêu một tiếng, lúc xoay người lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng trước mặt mình, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng bỏng. Trang Hạo Nhiên cầm chiếc ô trong suốt trong tay, nhìn về phía đường Khả Hinh mỉm cười nói, em có thể trở thành nhà chuyên làm việc thiện rồi đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường Khả Hinh ôn nhu nhìn anh. PS, ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua tia nóng bỏng khát vọng, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, cười nói có thể đón thêm một nụ hôn nữa của anh. Anh lại quyên góp 100 triệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình chậm rãi cúi đầu, có chút ôn nhu cùng cảm động mỉm cười. Hử, trang hạo nhiên lại mãnh liệt nhìn về phía cô. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình cảm giác trái tim đang đập thình thịch, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, không kìm được lòng mỉm cười nói em có một điều kiện. Cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thâm tình nhìn về phía anh, chậm rãi nói cũng không thể được. Không muốn chỉ có một phút. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu vào cô, không kìm được lòng cười rộ lên nói, anh và em mà ở cùng một chỗ, sớm muộn anh cũng phá sản mất. Anh nói xong, trong nháy mắt liền nắm lấy tay đường Khả Hinh, vứt chiếc ô xuống, kéo cô đi về hướng tòa nhà phụ. Đường Khả Hinh vừa nhanh chóng nâng váy lên đi theo anh về phía trước, vừa nhìn anh chứa chan bao tình cảm đêm mưa điên cuồng gào thét. Nhân viên phục vụ ở tòa nhà phụ đã thưa thớt. Trang Hạo Nhiên bước nhanh, thở dốc kéo đường Khả Hinh đi dọc theo cầu thang hình xoắn ốc đi lên tầng 2, nhanh chóng đi tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc, mở cửa phòng bước vào, trong bóng tối đã không thể chờ đợi được mà ôm lấy người phụ nữ mềm mại này, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Um, cả người đường Khả Hinh nhanh chóng cảm thấy từng trận khô nóng, vươn tôi y ôm lấy cổ anh, như vậy khát vọng dâng nụ hôn trang hạo nhiên một bên cuồng nhiệt hôn cô một bên mạnh tôi y đóng cửa lại ôm lấy cả người đường khả hình đặt trên sofa chính mình áp trên người cô dường như muốn đem tất cả nhiệt tình trong cơ thể truyền hết lên người cô bé này anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ mút đầu lưới cô ái muội nói anh yêu em em cũng yêu anh đường khả hình trong bóng tối nghe thấy buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu từng ánh đèn sáng lên âm nhạc sôi động vang lên cô cứ như vậy nhiệt tình mê loạn đá rơi dày cao gót nghênh đón nụ hôn của anh, thân thể lùi dần, hai tôi y ôm bên hông rắn chắc của anh, phát hiện thân thể cứng rắn của anh thật sự rất mê người. Bảo bối, hai người ở trong bóng tối hết sức ôm hôn, ái muội, thỉnh thoảng cả hai người ngã xuống đất, cũng quý trọng giây phút hạnh phúc ngọt ngào mặc kệ trời đất có quay cuồng, có đôi khi đường khả hinh bướng bỉnh muốn trong bóng tối tùng dụng hắn trong đó một viên nữ khấu, trong bóng tôi anh cười khẽ vô cùng gợi cảm, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yếu ớt nói, bướng bỉnh cả người đường khả hình nằm trên thảm lông dê, lại vươn đôi tôi y xinh đẹp của mình ôm lấy cổ anh, nâng mặt lên, ở bên tôi y anh ngọt ngào lặng lẽ nói em yêu anh. Em thật yêu rất yêu anh. Trái tim giống như bị một con mèo cào nhẹ. Trang hạo nhiên cúi xuống, trong bóng tối nhìn về phía cô, cảm xúc dâng trào nói em cứ như vậy hỏi tại sao anh có thể không yêu em. Anh nói xong, trong nháy mắt xoay người, áp đường khả hình dưới thân thể mình, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng, ngón tôi y thỉnh thoảng lướt qua hông cô, chọc cho cô cười khanh khách, nghe thấy tiếng cười như vậy, anh lại nhiệt tình hôn môi cô, cầm, cổ của cô, khẽ nâng cánh tôi y trắng như tuyết của cô, thận trọng mà thâm tình vừa mút vừa hôn. Đường khả hình nằm trong thế giới của anh, cô vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, không kìm được lòng nhắm mắt lại, nhẹ nuốt nơi cổ họng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ái muội như vậy nhưng dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa. Lãnh mặc hàn nghiêm mặt đứng ngoài cửa, chậm rãi nói, lão đại, đã đến giờ. chương 884, phản bội lời thề. Buổi dạ hội từ thiện chuẩn bị bắt đầu, đèn ở nhà hát dạ Minh Châu bắt đầu thắp lên. Ngoài sảnh truyền đến một loạt tiếng bước chân rồn rập. Trang hạo nhiên bước nhanh ra ngoài, trong nháy mắt nhận lấy áo khoác mà tiêu đồng đưa tới mặc vào, ngón tay lướt qua cúc áo sơ mi vừa bị đường khả hình cởi ra, hai tròng mắt anh lóe sáng, cũng không có đóng cúc vào, mà chỉ nhanh chóng đóng khuy áo khoác, hỏi lãnh mặc hàn đi phía sau, tất cả đã rõ ràng. Lãnh mặc hàn nói, rõ ràng rồi, đang chờ anh. Trang hạo nhiên nghe lời này, hai chồng mắt ngay lập tức sắc nhọn như chim ưng, đi tắt theo sảnh nhà hát, bước vào bên trong, nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt của quan khách chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Khi anh thấy thủ tướng đang vừa cười, vừa nói chuyện cùng tưởng vĩ quốc, anh bước nhanh tới, tôn kính cúi người xuống bên cạnh thủ tướng, nói gì đó có phần quan trọng, vừa nói vừa để lộ ra một chút khí thế. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, hơi nghiêng mặt, nâng ly nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt phát ra chút ánh sáng mạnh mẽ. Thủ tướng có phần bình tĩnh mỉm cười, ngồi nghe, một lúc sau hơi di chuyển ánh mắt, khẽ gật đầu. Nhìn không ra một cơn sóng dữ. Trang Hạo Nhiên thấy thủ tướng đồng ý, liền mỉm cười hơi nhô người lên, quay sang Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Đêm Mưa to gió dữ xuất hiện. Điệp Y trong đêm tối nhận được mệnh lệnh, dẫn mọi người bước đi về phía trước, mưa lướt qua mặt, đôi mắt tràn đầy sát khí, Mỹ Linh và Thanh Bình đều mặc áo da màu đen, nhanh như mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện trước bức tường rào, giống con cầy hương lắc mình tiến vào, lại nhanh chóng dẫn người, bí mật đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen lướt đi trong đêm mưa. Uyển Thanh nhanh chóng lên xe, bảo tài xế lái đi thề sẽ phải tìm được người quản lý và trưởng phòng của Lệ Hoa để điều tra tung tích cô gái năm đó. Bên trong buồng xe, Uyển Thanh mở máy tích sách tay, nhanh chóng khởi động, ngón tay vừa gõ vừa dò tìm địa chỉ do ba người ở tổ chức bóng đêm khai ra. Ầm, um, một trận sấm ầm ầm vang lên trong bóng đêm. Điệp Y từ tầng 15 bắt đầu giống như một động vật kỳ quái, nín thở dẫn 12 người mặc áo đen chạy như bay, chân bước trên những bậc thang lặng lẽ, không một tiếng động, chỉ thấy ở cầu thang từng đợt bóng đen lướt qua. Dạ hội sắp sửa bắt đầu, tân khách cười nói ẩm ý, náo nhiệt. Tầng cao nhất của nhà hát, có người đang vác khẩu súng trường, tập trung chờ đợi tiếng sâm panh nổ, phía trên vẫn là tiếng mưa gió ẩm ý. Một người đàn ông nghiêng mặt nhìn vào màn hình quan sát chăm chú tên đang ôm khẩu súng trường bên kia, khi tai nghe thấy ở đầu bên kia có âm thanh kỳ lạ, theo bản năng hắn trầm ngâm suy nghĩ 2 đến 3 giây, lập tức đứng dậy vừa định ra tín hiệu rút lui. Một tiếng mèo kêu ghê rợn truyền đến. Một đôi mắt sáng lóe lên, giống như một động vật kỳ quái bay vút lên, nhanh như ma quỷ xuất hiện, nhằm trúng lồng ngực gã kia ra tay. Phốc, kẻ cầm đầu của tổ chức bóng đêm lăn ra mặt đất, miệng phun máu tươi. Phanh, một quả đạn bị nổ, khói tỏa ra khắp nơi, bắn vào người tên đó. Bọn họ lập tức cởi áo choàng, trong nháy mắt rút súng ra, bang, bang 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 bắn ra. Điệp Y vì muốn tránh một viên đạn, bay người hạ xuống. Chỉ một lát là có thể ngã xuống đất nhưng lập tức năm ngón tay bám chặt mép tường, đôi mắt đằng đằng sát khí hiện rõ vẻ tức giận. Ngay lúc đó, bên tai vang lên giọng nói của Lãnh Mặc Hàn, mặc kệ là sát thủ hay là vệ sĩ. Điều đầu tiên phải học chính là quên đi cảm giác sợ hãi. Nếu sợ hãi sẽ không thể tồn tại trong thế giới này. Nó sẽ không xảy ra trong quá khứ, mà nó sẽ có ở tương lai. Tương lai mọi thứ đều có thể thay đổi, có thể nắm giữ, có thể vò nát đôi mắt điệp y chợt lóe lên, trong nháy mắt siết chặt năm đầu ngón tay, xoay 180 độ, bay lên không chung, cầm súng ở tay còn lại ngắm người bóng đêm bắn, nổ ba phát súng, đồng thời cơ thể hạ xuống, chân vừa chạm mặt đất, nước mưa văng tung tóe khắp nơi, hai chân đá liên tục vào người tên kia. Thân thể của tên kia bay lên, đập đúng vào tường lại bật ra. Mỹ Linh cùng Thanh Bình chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đứng dậy, trong đêm tối chân đạp trên tường, nước văng lên tung tóe, ra một quyền. Hai tên kia cũng nhanh chóng tung mình bay lên, sau khi xoay 365 độ, rút súng nghĩ sẽ phải bắn chết Thanh Bình và Mỹ Linh. Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngay lập tức tránh đạn, quát to một tiếng, chị mày tha cho ngươi một mạng, còn không biết điều. chấm than ngoặc kép. Thanh Bình rút súng ra, đưa hai nòng súng nhắm bắn về phía trước. Nháy mắt, hai tên kia biến mất trong bóng đêm, từ trong bóng tối liếc về phía Mỹ Linh, phóng phi tiêu ra. A, à, chấm than ngoặc kép. Mỹ Linh tay ấn chặt bên hông, thân thể nhanh chóng tê dại, ngã trên mặt cỏ. Nha, Thanh Bình hướng về phía hàng rào đạp một cước. Hai tên kia lắc mình bay ra ngoài, im lặng chạy tới bức tường bên ngoài, định nhảy qua, để chạy trốn. Một thân ảnh màu đen, giống như ma quỷ tiến đến, kêu to một tiếng, đồng thời đá hai quyền, giống như lũ quét, hướng ngực của hai tên kia đá lên. Phốc, hai tên của tổ chức bóng đêm nhăn mặt, máu phun ra, thân thể rơi vào tường, Xương sườn bị gãy, toàn bộ cơ quan nội tạng đều bể ra. Lãnh Mặc Hàn mặc quần áo màu đen, lặng lẽ xuất hiện, hai mắt đỏ rực đằng đằng sát khí, túm cổ áo hai tên kia, nhìn bộ dáng sắp chết của chúng, trên mặt anh lại hiện lên vẻ lo lắng, thở dốc nói ta từng thề sẽ không giết người nữa. Nhưng ta đã phản bội lời thề, ta nhất định cho các ngươi sống không bằng chết, ta biết có một số loại hành hạ còn đáng sợ hơn so với việc chết. Nếu các ngươi không muốn nếm thử cảm giác này, hãy nói cho ta biết, chủ nhân của các ngươi hiện đang ở đâu. Hai tên của tổ chức bóng đêm ngửa mặt lên, nặng nề thở dốc, định mở miệng nói nhưng lại phù lên một tiếng, máu tươi phun ra. Lãnh mặc hàn túm chặt cổ áo hai tên này, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, nói. Chủ nhân các ngươi hiện đang ở đâu? Bang 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 bang, chấm than ngoặc kép, hơn 10 tên của tổ chức bóng đêm ngã xuống, sau đó điệp y. Thanh Bình và Mỹ Linh bị thương cùng đi đến. Ba chiếc xe con màu đen, phanh gấp ở trong đêm mưa bang bang ba gã nữa lại ngã gục xuống điệp y và mỹ linh cùng nhau xoay người nhìn mặc cho gió mưa ẩm ý cửa xe mở ra khi thần lạnh lùng ngồi trong xe nói với mặc hàn tổng giám đốc hàn hôm nay gửi đến lãnh phó tổng giám đốc của hoàn cầu một câu chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn đang túm chặt cổ áo hai tên của tổ chức bóng đêm nghiêng mặt nhìn khi thần im lặng một lúc Hai tròng mắt lóe ra ánh sáng giết người và nói, "Tổng giám đốc Hàn của chúng tôi biết được tối nay tập đoàn Hoàn Cầu có gió bão mưa máu, nhưng do tổng giám đốc Trang đêm qua có gọi điện thoại, để cho Hoàn Cầu một chút mặt mũi." Hôm nay chuyện này coi như xong, thời gian trước phó tổng giám đốc Tô của các anh đã phá phần mềm quản lý hệ thống thông tin của Hàn thì cũng được cho qua. Nhưng lần sau, vì bất cứ lý do gì cũng không được để người của tổ chức bóng đêm đụng đến một sợi tóc của Hy Văn tiểu thư. Từ nay về sau, Tổ chức Bóng đêm là kẻ thù của Hoàn Cầu, thì cũng là kẻ thù của tập đoàn Hàn thị chúng tôi. Tuy không thể ở chung một tập đoàn, nhưng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ lãnh phó tổng đối phó với bọn chúng. Nếu như đêm nay chúng không khai báo thành thật, lãnh phó tổng không muốn giết người, chúng tôi sẽ tới giúp anh giết bọn chúng. Chấm than ngoặc kép. Phanh, chấm than ngoặc kép, cửa xe đóng lại. Ba chiếc xe con màu đen lại lao đi như tên bắn, biến mất trong bóng đêm. Lãnh Mặc Hàn quay mặt lại, chừng mắt nhìn hai xác chết kia, tức giận đập mạnh xuống đất nói, đem tất cả chúng về cho ta. Ta muốn tra hỏi bọn chúng. Vâng, mọi người cùng nhau lôi mấy tên sắp chết đi về phía trước. Lãnh mặc hàn đứng trong gió mưa, suy nghĩ không biết huyền thanh đã tìm ra tung tích của quản lý và trưởng phòng của lệ hoa chưa, lại nghe thấy tiếng kêu khóc đau đớn, anh đảo mắt xung quanh, nhìn Mỹ Linh khó chịu sắp sửa ngã trên mặt cỏ, lập tức bước nhanh tới trước mặt cô, mãnh mẽ, mẽ ôm lấy thân thể của cô, trong đêm mưa đi về phía trước. Mồ hôi chảy ra ướt cả người, Uyển Thanh ngồi trong xe, thấy mũi tên màu đỏ đang di chuyển rất gần đến vị trí nhấp nháy, phát hiện mục tiêu càng ngày càng gần, đó là nhà kho của khu ven hồ, đột nhiên máy vi tính vang lên tín hiệu báo động, đôi mắt cô lóe sáng, lại nhanh chóng gõ trên bàn phím, phân tích toàn cảnh xung quanh, cô lập tức kêu, dừng xe. Chấm than ngoặc kép, chi, xe thương vụ trong tích tắc dừng cách nhà kho 10 mét. Uyển Thanh ở trên xe chỉ đạo thuộc hạ và cũng chính mình cầm súng lên, nhanh chóng nhảy xuống xe, cùng ba thuộc hạ nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Bang 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 phanh. Mười tên mặc quần áo đen từ cửa sổ nhà kho lao ra, vừa nổ súng, vừa ném đạn. Uyển Thanh nhanh chóng tiến tới phá cửa kho đi vào, đưa khẩu súng lên, đằng đằng sát khí nhìn quanh, lại đột nhiên ngẩn ra. chương 885, Thế giới nhỏ và Thế giới lớn. Cuối cùng buổi yến tiệc cũng bắt đầu một trận tiếng chống chấn động truyền đến. Đông 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 đông, chấm than ngoặc kép, 50 người đang mặc trang phục chiến sĩ cổ trang của dũng sĩ, cầm lấy chống mãnh mẽ dũng cảm mà chấn động gõ chống. Ngọn đèn xung quanh nhà hát chiếu ra bốn phía, ánh sáng mãnh liệt, vô số khách quý xôn xao vui sướng mà cầm lấy sách vào bàn, dưới sự dẫn dắt của các tiểu thư lễ nghi mặc đồng phục hoa lệ và đẹp đẽ, đi về phía chỗ ngồi của mình, rất nhiều bảo vệ cùng đặc công ở bên trong nhà hát nhanh chóng mà cảnh giác mà nhìn cảnh vật xung quanh, quan viên cùng chính khách cũng lần lượt đi vào, theo thứ tự ngồi ở lầu 1, chỗ ngồi của khách quý, tầng 2 giới kinh doanh, vị trí ở giữa là thủ tướng, hai bên trái phải là tưởng vĩ quốc cùng Trang Tĩnh Vũ. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi chia nhau làm việc, anh bước nhanh lên lầu, hỏi Tiêu Đồng, chỗ ngồi của khách quý đã sắp xếp xong xuôi chưa? Đã xong rồi, Tiêu Đồng mỉm cười đi theo anh về phía cầu thang nói tôi cùng Đông Anh hợp tác rất tốt. Nhiều quan viên biết rõ Thủ tướng luôn luôn thanh liêm, không thích người phô trương lãng phí, vì vậy bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt ngồi chỗ khách quý trong buổi tiệc. Tôi với Đông Anh sớm có dự cảm, vì vậy cố ý an bài người đắc lực nhất trong lần quyên tặng này. Quản lý lưu, đám người quản lý trường ngồi ở đại sảnh VIP tầng 2, mà quan viên và thị trường tất cả đều ngồi ở hàng phía trước lầu 1. Bên Mạc Hàn có tin tức gì không? Trang Hạo Nhiên vốn là lại để cho đặc công một lần nữa kiểm tra người, nhìn một người nữ cảnh sát, cầm lấy máy quét ở trên người của mình quét tới quét lui, xong rồi, mới mời anh đi lên phía trước. Tiêu đồng cũng đã kiểm tra xong, mới nhanh chóng mà thấp giọng nói, không có tin tức. Nhưng mà sát thủ chính phủ cao ốc, toàn bộ xử lý sạch sẽ rồi, trước mắt Hi Văn Tiểu Thư cùng Tô Thiếu ra tạm thời an toàn, tình huống diễn xuất, càng là kiểm tra kỹ bên cửa ra vào rồi, ngoại trừ trang sức đeo tay của tân khách, phòng đeo tay bên ngoài, kim loại, điện thoại các loại dụng cụ thông tin, toàn bộ tịch thu. Trang Hạo Nhiên nghe xong trầm mặc gật đầu, lập tức nỡ nụ cười đi vào ghế lô VIP của thủ tướng, rồi lại thấy Đường Khả Hinh tối nay cư nhiên đổi một bộ quần áo màu đen, trên ngực thêu phượng màu, tóc dài đến eo, trên đầu ba bím tóc từ trán quấn ra sau, hồn nhiên buộc lại sau tóc dài, đeo bông tai đuôi phượng hoàng, theo chủ nhân cất bước nhẹ mà mập mờ lay động, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn màu đỏ chẳng qua là hơi đánh phấn trang điểm, đôi mắt to tròn ngập nước khẽ nháy, cánh môi hoa anh đào hé mở, vô cùng gợi cảm ánh mắt anh dừng lại, nhìn về phía cô. Lúc này đường khả hình bởi vì được trang tính vũ mời, cùng trang ngải lâm, còn có bác dịch, cùng thân sĩ nước anh ngồi chung một chỗ ngồi ở ghế lô tầng cao nhất, nhìn diễn xuất sao diễn kịch, vũ đạo, khúc nghệ, tạp kỹ cho mọi người xem chỉ thấy dáng người hoàn mỹ duyên dáng của cô đi lên phía trước, rồi lại giống như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bản thân, cô hơi dừng lại, nhìn về sau. Trang Hạo Nhiên đã dẫn Tiêu Đồng đi vào ghế lô của Thủ tướng, nhìn tổng giám đốc dẫn nhân viên tạp vụ của khách sạn bưng lấy trà thiết quan âm mà thủ tướng thích uống nhất, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới. Cư nhiên ở bên cạnh trăm năm dễ cây giả điêu khắc mà thành thọ tinh công trà trước đài. Lão sư trà mỉm cười mà cầm lấy cái kìm, nhẹ kẹp lên một khối than nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà bày đặt ở bên trong lò than, chuẩn bị pha trà. Anh lập tức tươi cười mà đi tới, nhìn về phía tô thủy kỳ cùng tô linh ở bên cạnh thủ tướng hơi gật gật đầu, mới tự nhiên cởi bỏ hai cúc áo trên âu phục trầm mặc mà ngồi xuống bên cạnh thủ tướng, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hơi cúi đầu cười nói, năm 2008 có đại hội Olympic, một tiếng chống vang dội thế giới. Nhưng tiếng chống vĩnh viễn chỉ ngắn ngủi vội vã, mới có thể vang lên mạnh mẽ. Tôi nghĩ tới công ty của nhà chúng tôi, nếu muốn lại để cho thủ tướng không lo lắng, nhất định phải lấy con người ra làm vốn, kiên trì bền bỉ. Giống như thủ tướng thường nói hãy ngước nhìn về phía xa, không thể để cho tiếng sấm lớn hạt mưa nho nhỏ sự, lại có chuyện xảy ra. Thủ tướng nghe xong lời này, nhìn về phía tay chống ngồi giữa vũ đài, đứng ở phía trước gõ chống, càng không ngừng dơ chống trùy, đang ra sức mà gõ chống. Ông chậm chạp mỉm cười nói, đánh chống, quan trọng nhất là tiếng vọng, mặc kệ thanh âm đáp lại là rời núi lấp biển, hay là yếu ớt như không, chỉ cần trong lòng yên ổn, chân vững chắc trên, tay vung lên, nhất định có thể đánh gãy núi sông. Nhưng qua, chuyện đánh trống, sở vương, đã nói lên, Tín nhiệm là quý giá, không nên hy sinh tín nhiệm của người khác để đổi lấy một thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đến lúc đó nhất định sẽ trả một cái giá thật đắt. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía ông nội. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên một cái, chăm chú yên tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, mới mỉm cười gật đầu nói, tôi hiểu được. Thủ tướng chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại mỉm cười nói, nếu phải giấu bí mật mà còn sống, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt điều này nói lên có một số việc kiềm chế so với vạch trần quan trọng hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng. Tiếng trống tiếp tục vang vọng, ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lè. Trang hạo nhiên mới sâu kín nói, thủ tướng quản lý là một thế giới lớn. Trang hạo nhiên tôi quản lý là thế giới nho nhỏ, chỉ là một món ăn ngon, một hiến hội nho nhỏ, có thể kết hợp lại trí tuệ cùng mồ hôi của nhân viên khách sạn Á Châu của tôi. Tục ngữ thường nói, đừng lấy sự lương thiện mà lại không làm việc. Thế gian là bất cứ chuyện gì, đều là lấy từ nhỏ đến lớn, tích các thành tháp, làm người, cũng nhất định phải từ thành tựu việc thiện nhỏ đến thành tựu việc thiện lớn. Dù sao cũng không được, tôi nghèo, liền có ý nghĩ cổ hủ không thể cứu giúp người khác. Tôi không biết năng lực của tôi, nhưng để cho một số người một việc đi làm có xa lắm không, nhưng sau tối nay, con đường này tôi nhất định phải đi. Nếu như trang hạo nhiên tôi ở trong quá trình này, Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xin thủ tướng nhìn tới mồ hôi vất vả cần cù của hơn 300 vạn công nhân, xin tha thứ nhiều cho người thừa kế tương lai. Thủ tướng chậm rãi quay đầu, xuyên qua ngọn đèn lập lòe, nhìn về phía người trẻ tuổi này. Đôi mắt của Trang Hạo nhiên lóe lên ánh sáng nóng bỏng, hơi cúi đầu giữ im lặng. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép, thủ tướng lại chăm chú nhìn về phía hắn rất lâu rất lâu, rốt cuộc chậm chạp mỉm cười nói, đi đi. Trang Hạo Nhiên nhất thời mỉm cười ngừng đầu, kinh nghỉ mà nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng chậm chạp quay đầu, nhìn về phía tay trống, trong nháy mắt phanh 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 phanh, phanh tiếng trống lung tung, tức khắc dừng lại, đôi mắt ông lóe ra ánh sáng lợi hại. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng nguyên chỗ, có chút nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mà đứng ở trước mặt thủ tướng, hơi tôn kính lễ phép mà khẽ gật đầu, lập tức quay người muốn đi ra đại sảnh, rồi lại thấy đường khả hình vẫn xinh đẹp mà đứng ở đó quay sang nhìn về phía bản thân, đôi mắt anh lóe lên đầy quyến rũ, khuôn mặt tươi cười, mới cất bước đi qua, lại thấy tiêu đồng nhanh chóng đi tới nói chuyện, anh vừa nghe xong, lập tức cảm giác được có chuyện khẩn cấp, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Đường khả hình không khỏi mà nghĩ muốn nhấc váy dài lên, theo cước bộ của anh đi lên phía trước. Cô đi đâu vậy? Trang Ngải Lâm đột nhiên thay đổi một bộ quần áo bó sát ngực váy dài, búi tóc lên cao, bên trái cắm một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt đường khả hình nghi ngờ hỏi tôi khuôn mặt của đường khả hình đỏ lên tay ấn nhẹ lên trên ngực bật cười nói không biết sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái muốn nghỉ ngơi một chút vậy đi vào nghỉ ngơi trang ngải lâm a à một tiếng cửa oi cười lôi kéo cô đi vào trong đường khả hình đành phải chậm chạp xoay người theo trang ngải lâm đi vào đại sảnh phòng vip gió thổi càng lúc càng lớn mưa xối xả mù mịt trang hạo nhiên dẫn tiêu đồng bước nhanh đi ra nhà hát nhìn tiêu đồng bung dù ra chuẩn bị che bản thân đi lên phía trước nhưng trong nháy mắt anh cầm lấy rủ che mưa lạnh nhạt nói cô trở về chú ý bên trong đi chấm than ngoặc kép tiêu đồng lập tức gật đầu nói vâng chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên không nói hai lời bước nhanh mà đi ra nhà hát sau gió mới hứng lấy gió to mưa lớn đi qua đường nhỏ gần yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt đi qua phụ lâu rốt cuộc đi tới căn phòng nho nhỏ kia, anh chậm chạp đẩy cửa đi vào, liền thấy mấy người áo đen lăn lộn đau khổ mà rủ xuống nằm trên mặt đất, khuôn mặt điên cuồng mà lõm xuống, chính là sợ run rẩy mà cuộn tròn, anh hơi nhíu mày, thấy mấy người lãnh mặc hàn đã trở về, tất cả ướt đẩm róc rách mà đứng tại chỗ, anh trực tiếp trầm mặc mà đi tới. Đóng cửa lại mới nói, cũng không biết đổi bộ y phục. Huyền Thanh cùng đám người thanh bình, im lặng không lên tiếng, bác dịch đang đỡ Mỹ Linh lên vừa băng bó miệng vết thương, nhìn thấy bên ngoài tím bên trong màu đỏ, vị trí bên hông kia vô cùng sưng nóng, anh nhíu mày mà nghĩ, đây là độc trùng ngủ đông ở đâu đó tới đây hạ độc. Những thứ này đều chết tiệt khốn kiếp, chấm than ngoặc kép, Mỹ Linh vừa nằm ở trên sofa nhỏ, vừa nghiêng khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trượt xuống mà nhìn về phía một người áo đen đã hạ độc mình, nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám ám toán tôi. Nếu như không phải là lão đại nói muốn lưu lại một con đường sống cho ngươi, tôi không hành hạ chết ngươi mới là đó chấm than ngoặc kép móc lửng. Bác dịch giữ im lặng, chẳng qua là nhíu mày mở hòm thuốc ra, cầm lấy dụng cụ, chuẩn bị vạch miệng vết thương của cô ra một chút muốn lấy hàng mẫu. Ai ai ai, đau quá, Mỹ Linh nằm trên ghế salon, ai ai nha nha kêu la. Cây dao của bác dịch vẫn ngừng trên không chung, liền bất đắc dĩ nhìn về phía Mỹ Linh nói tôi vẫn không có động thủ đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm ngoặc kép mỹ linh nhất thời sợ tới mức lăn lộn thân đổ mồ hôi mà nhìn về phía người đàn ông lạnh như băng này thở hổn hển nói anh không biết đến cùng đau như thế nào đâu nhất định là hàm răng của xà độc nóng đau đến cháy tôi muốn chết rồi vẻ mặt của uyển thanh bất đắc dĩ ôm vai đi tới trước mặt mấy người áo đen đang vùng vẫy nhíu mày nói lúc tôi đi đến hiện trường vốn một lòng muốn bắt được quản lý cùng bộ trưởng nhà hàng kia cha ra tung tích của cô gái lấy đi chai rượu nhưng mà ai biết lúc tôi đi tới đó đã phát hiện hai người bọn họ đã sớm chết trong quá trình bị tra xét rồi. Tôi nhìn thi thể của hai người, thật là vô cùng thê thảm. Nổi lơ lửng ở bên trong bình điện bị bỏ, chúng tôi lại chế một bước. Giỏi về dùng trống, lãnh mặc hàn cũng trong nháy mắt đi tới trước mặt người áo đen, nhìn bọn họ thống khổ, cũng ngưng mặt nhíu mày nói, chúng ta dùng đủ loại phương pháp xử lý khác nhau, cũng không thể cậy bọn họ mở miệng được. Trang hạo nhiên nghe lời này, nhíu mày mà nhìn qua, những người áo đen kia mỗi người có sắc mặt dữ tợn nằm trên mặt đất, hai tay nặng nề nắm chặt quần áo bản thân, đau khổ cùng run rẩy như vậy, anh cũng nặng nề thở, hai mắt chậm chạp đảo vòng một cái, mới âm u nói, nói cách khác, hiện tại người áo đen rất có thể đã biết rõ cô bé kia tung tích. Ừm, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 886, mời em ăn kẹo. Sân khấu lớn nhà hát trong nháy mắt hạ xuống một đường ánh sáng màu hồng phấn, giữa sân khấu, chậm rãi xoay tròn xung quanh, người dẫn chương trình xúc động nói câu, xin mời nhóm các cô gái được chào đón nhất của đất nước chúng ta, biểu diễn ca khúc rơi vào tình yêu, cho tất cả mọi người cùng thưởng thức, mở màn cho buổi tiệc từ thiện tối hôm nay, xin cho một chàng pháo tay thật lớn để chào đón họ. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rộn rã vang lên. Em muốn theo đuổi tình yêu của em. L, M, Free nhìn lắp, quyết không lùi bước nụ cười của anh nước mắt của anh, tỏa sáng thế giới, tình yêu rơi xuống bên cạnh. Chấm than ngoặc kép, một trận tiếng hát ngọt ngào thanh thúy của cô gái, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng mà khoan thai vang lên. Vô số những cánh hoa hồng màu hồng phấn, từ trên không trung xoay tròn rơi xuống, ánh đèn màu hồng phấn, theo khúc nhạc êm đềm, chiếu sáng khắp nơi, không bao lâu sau, giữa vũ đài rốt cuộc từ từ hiện lên một vòng tròn trên sân khấu, sáu cô gái trẻ mặc váy ngắn màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp gợi cảm, Cùng theo vũ khúc vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhảy múa, tiếp tục hát, hoàn mỹ quá xa xôi, mộng tưởng không trọn vẹn, đều biến thành tâm nguyện, mỗi trái tim đều có dao động nguy hiểm, ngay trong một cái nháy mắt. Anh đập vào tầm mắt của em, trời đất như quay cuồng, để cho em một bước đi vào một vườn hoa bí mật, mỗi một bước đều đắm chìm. Chấm than ngoặc kép. Một trận tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Sáu cô gái trẻ, theo hình tròn sân khấu từ từ hạ xuống chậm rãi phân đều trên sân khấu rộng lớn, các cô trong nháy mắt lại vui vẻ động lòng người tiếp tục vũ điệu của mình, mỉm cười xúc động hát em vì anh mà rơi lệ, anh làm cho em tan nát cõi lòng, yêu lại chưa từng hối hận, mỗi trái tim đều phòng thủ như cũ, khiến cho đêm đen tối tăm, hướng lên sao băng trên bầu trời lặng yên mà ước nguyệt, nghĩ tình yêu cũng như những viên kim cương trói mắt kia, càng khó khăn thì càng đặc biệt, số phận đang thử thách. Tình yêu giữa chúng ta, em muốn theo đuổi tình yêu của em. L, M, Free nhìn lắp, quyết sẽ không lùi bước. Nụ cười của anh, nước mắt của anh, bừng sáng thế giới, tình yêu rơi xuống bên cạnh. Tiếng hát đầy vui vẻ và cảm động kia, giữa nhà hát không ngừng vang lên. Thủ tướng ngồi ở ghế chủ tọa, thấy cháu gái rúc vào bên cạnh mình, nói đến nhóm cô gái trong nước này, hoạt động thế nào, ông cũng chỉ cười cười, nhưng vẫn cảm thấy tiếng hát này rất hay rất xúc động. Tô Thủy Kỳ ngồi một bên, biết đường khả hình tối nay cùng với đám người trang tính vũ, ngồi hàng ghế phía bên phải anh liền kìm lòng không được hơi nghiêng mặt nhìn lại phía bên kia nhưng chỉ nhìn thấy trang tĩnh vũ đang vui vẻ mỉm cười còn có trang ngải lâm và một người đàn ông anh đẹp trai phong độ bên cạnh một chỗ sofa ngồi màu đỏ hồng trống rỗng chỉ có thiết quan âm mà nhân viên lễ tân đặt trước mặt đây là ông nội mời cô ấy uống cô ấy đâu rồi tô thủy kỳ ngồi một bên nghĩ thầm mưa bên ngoài nhà hát vẫn tí tách rơi từng đoạn ánh sáng vàng trước cầu thang phun ra vô số những hạt mưa phùn lâm dâm, bên trong nhà hát, ca khúc rơi vào tình yêu, vẫn êm ái dễ nghe truyền đến, cũng đã cảm giác được tiếng hát có chút xa xôi. Một dáng người ôn nhu, dừng trước cầu thang nhà hát, mặc kệ mưa rơi, dính ướt phía dưới đuôi váy dài của cô, hiện ra dưới bóng đêm tối tăm. Đường khả hình tiếp tục giữ cây dù trong suốt, đứng tại chỗ, nhìn về hai gốc cây xanh trên con đường dài phía trước, nghĩ trang hạo nhiên đi đâu rồi. Cô rõ ràng cảm giác được, lúc anh vừa cùng thủ tướng nói chuyện có chút nặng nề hiếm thấy hai mắt lại tỏa ra ánh nhìn kỳ quái trong lòng cô không hiểu sao bỗng luống cuống liền có chút khẩn trương đi ra muốn chờ anh trở về tận mắt nhìn thấy anh mới an tâm được thế nhưng chờ một lúc cũng không thấy đâu lòng cô càng lúc càng sốt ruột cuối cùng nghe bên trong nhà hát truyền đến bài hát đó em vì anh mà rơi lệ anh làm cho em tan nát cõi lòng yêu lại chưa từng hối hận mỗi trái tim đều phòng thủ như cũ khiến cho đêm đen tối tăm hướng lên sao băng trên bầu trời lạng yên mà ước nguyệt, nghĩ tình yêu cũng như những viên kim cương trói mắt kia, càng khó khăn thì càng đặc biệt, số phận đang thử thách, tình yêu giữa chúng ta. Lòng cô thất lại, khẽ cắn môi dưới, hơi thở nặng nề dần, lại càng muốn nhìn về phía xa. Chờ ai vậy? Một giọng nói nặng nề truyền đến. Đường khả hình tức khắc bị dọa xoay người, giữ chặt cây dù trong suốt trong tay, mở to mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng trước mặt mình, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, Hai tròng mắt lại thoáng qua vài tia nhìn đầy mị lực và nhanh nhẹn, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người ta say mê chết người, mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, che dù xấu hổ lẩm bẩm kêu to, anh quản được em đợi ai? Anh, làm sao anh biết em đang đợi ai? Em, em không có trừ ai cả. Em đứng ở chỗ này nghỉ ngơi không được sao? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nhìn cô nói, ở đây nghỉ ngơi. Giữa trời tối đen mưa lại lớn như thế này. Em thích chấm than ngoặc kép, đường khả hình thở dốc đáp lời, lồng ngực phập phồng tức giận. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường khả hình cũng trầm mặc che dù, liếc mắt nhìn anh một cái, mặt có chút đỏ hồng, lại mang theo vài phần xấu hổ nói, em, em, em không có chờ anh, một chút cũng không có đang chờ anh, tuyệt đối tuyệt đối không có chờ anh đâu. Trang hạo nhiên nhịn không được cúi đầu cười. Trong lòng đường khả hình dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, liếc về phía Trang Hạo Nhiên lại vẫn khôi phục dáng vẻ đẹp trai và thoải mái như vậy, cô có chút yên tâm, vừa mới thở gấp muốn nói. Tổng giám đốc Trang, chấm than ngoặc kép, Đông Anh lúc này, nhanh chóng đi đến. Ừ, Trang Hạo Nhiên xoay người, mỉm cười nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh vừa mới muốn nói, lại nhìn thấy đường khả hình che dù có chút xấu hổ đứng một bên, cô hiểu ra vài phần, nhưng vẫn có chút áy náy cười nói, không có ý quấy dày. Tổng giám đốc tưởng có việc gấp tìm ngài. Được, Trang Hạo Nhiên lên tiếng trả lời, rồi trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn mặt đỏ bừng lặng lẽ đứng một bên, che dù, hơi cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, bày tỏ sự xin lỗi, liền tức khắc xoay người rời khỏi, đi vào bên trong nhà hát. Đường Khả Hinh che dù đứng trong mưa, ôn nhu ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị đẹp trai của Trang Hạo Nhiên đang dần khuất ở cầu thang phía trước, cô lại xúc động cười, che dù tiếp tục vén váy, không hiểu sao tâm tình có chút vui vẻ đi về phía bậc thang. Nhà hát vẫn tiếp tục với những ca khúc vũ điệu náo nhiệt, các vị khách quý, nhao nhao vừa nói vừa cười, với lần biểu diễn này hết sức hài lòng gật đầu. Đường Khả Hinh biết mấy người nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng ở sảnh viết tầng 2, đây là tưởng thiên lỗi vốn thấy các cô vất vả, sắp xếp riêng dãy ghế này, cho các cô cùng thưởng thức cô liền mỉm cười nhấc đuôi váy lên, hướng về phía hàng ghế lấu hai đi đến, lúc này Tiểu Vi cùng Tiểu Hà vì đoàn người đông đảo, rất sợ có nguy hiểm, liền theo sát phía sau, bên cạnh bảo vệ. Tôi thích bái hát vừa rồi, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng mỉm cười ngồi một bên, vừa xem vừa vui vẻ. Tôi cũng vậy, nhã tuệ mỉm cười gật đầu. Đang nói chuyện gì, đường khả hình lúc này, cũng chậm rãi đi vào sảnh vip, mỉm cười bước tới. hà Cô sao lại chạy đến chỗ này? Nơi này của chúng tôi nhỏ bé không chứa nổi cô đâu. Trần Mạn Hồng nhìn thấy cô, cố ý trêu chọc cô. Đừng đùa tôi nữa. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ cười ngồi bên cạnh Nhã Tuệ. Nhã Tuệ tức khắc đưa tay nhẹ đỡ Đường Khả Hinh, vươn ngón tay thon ngọc nhẹ vuốt sợi tóc mái ẩm ướt trên trán cô, có chút quan tâm nói: Cô sao lại ra đây? Không nán lại trên lầu mà xem biểu diễn, nhìn cô kìa, cả người đều ướt. Nhìn cô đi. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không khỏi nhìn về phía Nhã Tuệ, cười rộ lên nói cô hệt như mẹ cô ấy vậy. Nếu như tương lai cô ấy không kết hôn sinh con, cô chắc cũng sẽ không an tâm. Thôi, Nhã Tuệ nhìn về phía cô, cười. Đường Khả Hinh lập tức làm núng dựa vào bên người Nhã Tuệ, vươn hai tay ôm lấy người cô, vô cùng thân thiết giống như em gái. Lại nhìn thấy bên cạnh Trần Mạn Hồng còn trống một chỗ, liền kỳ quái hỏi, ủa, Tiểu Nhu đâu? không phải cô ấy cùng các cô náo loạn cả một buổi tối, nói muốn đến xem diễn xuất sao. Tôi làm sao mà biết cô ấy đi đâu? Trần Mạn Hồng chập một tiếng bật cười nói, cô ấy suốt ngày, giống y như củ khoai tây, lăn qua lăn lại. Đường khả hình hơi có vài phần nghi hoặc, lại nhớ lời của lãnh mặc hàn, liền có chút yên tâm, lúc đang định bụng muốn xem diễn xuất, nhìn thấy đối diện vòng tròn nhà hát, tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên, còn có cả hai vị chủ tịch, cùng nhau ngồi ở phòng vip, nhiệt tình cười to, Trang Hạo Nhiên lại là đàn ông phương Tây với cá tính không câu nệ, vừa cởi âu phục của mình, treo bên cạnh, sắn ống tay áo lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy hấp dẫn, nâng một tách trà hoa, hoa sơn tuyết đỉnh, cùng chủ tịch Lưu uống một hớp. Cô cứ như vậy ngơ ngẩn ngồi tại chỗ, nhìn về phía người đàn ông đối diện lúc nào cũng tỏa sáng với ánh nhìn đầy mị lực, chỉ thấy anh bất cứ lúc nào, cũng như ca khát xe kia, cũng giống như một viên kim cương trói mắt. Trang Hạo Nhiên đang cùng chủ tịch Lưu nói chuyện gì đó, lại cảm nhận được có một ánh mắt dịu dàng, đang nhìn về phía mình, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đường khả hình thức khắc xoay người, cùng Trần Mạn Hồng vừa nói vừa cười. Hai mắt anh thoáng qua vài tia mãnh liệt, nhớ tới cô vừa rồi đứng trước nhà hát chờ mình, anh chậm rãi đặt tách trà xuống. Bên trong nhà hát vẫn tiếp tục với những khúc nhạc nhẹ nhàng náo nhiệt, giữa sân khấu một cô gái, mặc chiếc váy dài trắng, theo bài hát xúc động kia, xoay tròn giữa rừng trúc, muốn tìm kiếm chú chim xanh trên những cành lá kia. Ai ngờ những giọt mưa tí tách lại rơi xuống, cô lại theo tiếng mưa tí tách này, bắt đầu nhảy vũ điệu dậy sóng lãng mạn. Từng con chim xanh trong màn hình tinh thể lỏng 3D giữa sân khấu, vốn muốn ẩn mình trong bụi rậm chú mưa, lại nhìn thấy cô gái kia giữa trời mưa rơi tí tách, lúc ra điệu xúc động nhất, trong nháy mắt vươn cánh ra, cư nhiên theo hình ảnh 3D dẫy ruộng tay ra. Toàn hội trường ồ lên, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường khả hình thấy vậy đôi mắt cũng lấp lánh có thần, giống như đứa bé, nhìn đầy vẻ hiếu kỳ và hấp dẫn, nhìn thấy phần biểu diễn đặc sắc này, tiếp tục cho một chàng pháo tay. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ cũng thật vui vẻ xem, lại cảm giác trên dãy ghế tiến tới một bóng đen, các cô kìm lòng không được xoay người, nhìn thấy người tới, nghiêm nghị đứng ở hàng ghế cạnh cửa, các cô đều ăn ý đứng lên, mỉm cười cùng muốn vào toilet. Đường khả hình không có phát hiện ra, vẫn nhiệt tình xem biểu diễn. Trang hạo nhiên hai tay đút nhẹ túi quần, nới lỏng nút áo sơ mi trước ngực, dựa vào cạnh cửa sảnh vip, nhìn về phía bóng lưng đường khả Hinh dịu dàng như vậy, còn có bờ vai tiêu hồn, thập phần gợi cảm mê người, hoa tai phượng hoàng to kia, ngẫu nhiên nhẹ dập dờn, giống như đóa hoa màu lam, tràn đầy mị hoặc, hai mắt anh thoáng qua vài tia nhìn hết sức ái muội, chậm rãi đi tới, nhẹ tay đóng cửa sảnh, lúc này mới cất bước đi qua. Đường khả Hinh vẫn còn đang chú tâm xem biểu diễn, nhưng trong nháy mắt cảm giác phía sau có gì đó không ổn lúc quay đầu trang hạo nhiên đã đứng ngay phía sau cúi người xuống hai tay chống hai bên tay vịn ghế sofa của cô cùng cô nhìn cô gái đang bay dưới sân khấu trầm thấp hỏi đẹp lắm sao tim đường khả hình bỗng đập loạn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng cúi đầu xuống ái muội gợi cảm nhìn về phía đường khả hình mặt đường khả hình lập tức đỏ bừng tiếp tục ngẩng đầu nhẹ chấp đôi mắt mơ màng dịu dàng nhìn anh, cảm nhận được lúc anh đứng sau mình, từng đợt hơi nóng làm cho người ta hít thở không thông, ập về phía mình. Trang hạo nhiên cứ im lặng cúi nhìn đường khả hinh một lúc, mới nhách môi bộc lộ ý cười, hé mở cánh môi, mới yếu ớt lặng lẽ nói, chuyện xâm panh chưa quá nhiều đường lần này, thật sự đều là em phát hiện ra, anh cùng với tổng giám đốc tưởng đều vô cùng cảm tạ em, để tỏ lòng cảm ơn, anh mời em ăn kẹo. Đường khả hình nhẹ lưu chuyển ánh mắt, vẫn ôn nhu nhìn anh, chậm rãi cười, mới muốn mở miệng nói chuyện. Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu xuống, nhẹ mút cánh môi trơn mềm của Đường Khả Hinh, nhẹ hoạt động đôi môi mỏng khiêu gợi, lộ ra một chút ngọt ngào truyền vào bên trong môi cô gái này. Ưm, ừ, Đường Khả Hinh mắc cỡ mặt đỏ bừng, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, yên lặng mê người giống như đứng trước biển cả bao la, lúc cô nhẹ đưa ra đầu lưỡi, lại cảm giác có chút ngọt, hai mắt cô mở to, lông mi thật dài hơi vỉnh lên cảm giác được bên trong miệng mình có một viên kẹo nhỏ, rất ngọt mà lại mang theo một chút chua chua, đây là loại kẹo sâm panh mà cô thích ăn nhất. Trang hạo nhiên không khỏi nở nụ cười, lại cúi mặt xuống, thoát ra đầu lưỡi nóng cháy cùng đầu lưỡi có chút ngượng ngùng của cô quấn quýt cùng mút viên kẹo chua chua ngọt ngọt kia. Bên này sảnh vip, tưởng thiên lỗi đang cùng mấy người chủ tịch lưu nói vài lời lời, lại nhìn thấy Trang hạo nhiên đã lâu chưa quay lại, anh nhíu mày. Vô thức nhìn về phía hàng ghế phía đối diện, cũng trống trơn không gian bí mật này, truyền đến từng đợt tiếng thở dốc đầy dụ hoặc, lại nồng nhiệt và ái muội đến vậy. Trang hạo nhiên ôm đường khả hình trốn bên trong rèm cửa thật dày ở sảnh, ôm chặt cái eo mảnh khảnh của cô, vừa cuồng nhiệt mập mờ hôn môi cô, cùng đầu lưỡi cô triền miên dây dưa, hai tay không ngừng vuốt ve ấn vào bên hông cô, buộc bộ ngực khêu gợi của cô phải ép sát vào cơ thể mình, nghiêng mặt xoay tròn, lúc hôn cô, hai tay lại nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chạm vào khuyên tai của cô, hưởng thụ chút khoái cảm cứ nhộn nhạo truyền tới đường khả hình đỏ mặt xúc động không khỏi vươn hai tay vây quanh cổ anh lúc đón nhận nụ hôn của anh cảm nhận được từ lồng ngực nóng cháy của anh có tiếng tim đập thình thịch nụ hôn ấy dường như đời đời kiếp kiếp cũng không đủ trang Hạo nhiên vừa hôn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô vừa mút đầu lưới cô tay không nhịn được nhẹ vuốt phe bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô xoa mạch hưởng thụ sự mềm mại của cơ thể cô mặt lại cọ cọ vào bên má cô mang đến cho cô tình yêu vô hạn hôn nhẹ lên dái tai cô rồi cả khuyên tai bằng kim loại kia hai tay không ngừng ở giữa cổ cô nhẹ di chuyển đường khả hinh cũng duỗi tay vây quanh cái hông kiên cố của anh cảm nhận làn da nóng cháy lòng bàn tay mình cũng nóng hổi theo tim cô đập loạn trong lòng nhảy dựng không ngừng mút đầu lưỡi anh phóng thích những mềm mại của mình cửa bị đẩy ra tô thủy kỳ có chút lo lắng đi tới lúc vừa muốn nhìn cảnh vật xung quanh lại thấy tình cảnh như vậy đột nhiên ngẩn ra trang hạo nhiên cảm thấy có người tiến vào chậm rãi buông lỏng đường khả hình ra bên ngoài nhìn đường khả hình cũng mắc cỡ mặt đỏ bừng hai tay nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn bước nhanh ra ngoài ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên cùng tô thủy kỳ hai người cùng xấu hổ đến mức chống ngực đánh liên hồi mắc cỡ chết được đường khả hình vừa bước qua hành lang vừa nhớ lại lúc vừa rồi cùng trang hạo nhiên hôn nồng nhiệt không cẩn thận kéo xuống một nút áo trước ngực anh, không biết Tô Thủy Kỳ có thấy hay không, cô lại vỗ nhẹ mặt mình, bỗng nhiên đụng phải người kia, cô ngây ngốc ngẩn đầu. Tiểu đường, có nhìn thấy tiểu nhu đâu không? Lãnh mặc hàn nhìn đường khả hình, kỳ quái hỏi, chương 887, yêu cầu khác. Đường khả hình sừng sốt nhìn về phía lãnh mặc hàn, lập tức khẩn trương nói, cô ấy không phải ở cùng một chỗ với anh sao? Anh, lúc đó anh nói được rồi, sau khi đổi xâm panh, anh bảo cô ấy an toàn rồi. chấm than ngoặc kép. lời này vừa nói ra, trái tim của cô trượt lạnh lẽo, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. hai chồng mắt lãnh mặc hàn lóe lên mãnh liệt. nhớ tới vừa rồi mình thẩm tra người trong mật thất xong, liền tắm rửa đơn giản một chút, thay một bộ âu phục màu đen để chuẩn bị tham gia buổi tiệc tối nay. lại phát hiện cô gái kia không thấy đâu, không biết đã đi vào trong đó chưa. lúc này anh mới nhớ tới chính mình giao cho Thanh Bình tìm người trông coi và bảo vệ cô, anh lập tức xoay người, đi về phía trước. Phó Tổng lãnh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhất thời khẩn trương nâng váy, sốt ruột gọi anh. Không cần lo lắng, tôi sẽ tìm được cô ấy. Lãnh mặc hàn lập tức bước nhanh ra bên ngoài nhà hát, đón những hạt mưa tí tách, đi xuống cầu thang, khuôn mặt nghiêm nghị nhớ tới tối nay đến tìm tiểu nhu trông giống như một đứa ngốc. Lúc đó cô vẫn còn vui mừng cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh hỏi tại sao lại phải tìm tôi đổi rượu mỹ linh không nhịn được nhìn về phía cô nói đùa bởi vì cô mốc a à. tiểu nhu thu lại vẻ mặt hài lòng hai mắt thoáng qua một tia ẩn nhẫn và vô tội nhưng chỉ một lúc sau cô lại cười rộ lên ngây ngốc gật đầu nói tốt tốt tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn đi trong đêm mưa nhớ tới lúc đó vẻ mặt của tiểu nhu có chút bi thương đáy mắt anh thoáng qua tia hối hận vì chuyện tối nay rất quan trọng, sau khi nhiệm vụ hoàn thành cũng chưa kịp an ủi cô, thậm chí còn quên mất cô. Anh nặng nề thở dài, lại bước nhanh về hướng tòa nhà phụ, vừa vặn nhìn thấy Thanh Bình đang đỡ Mỹ Linh bị thương ngồi vào xe công vụ, chuẩn bị đi về phòng trong khách sạn để tĩnh dưỡng, anh lập tức đi qua, gọi, "Thanh Bình." Chấm than ngoặc kép. Thanh Bình giật mình xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kỳ quái hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Lãnh Mặc Hàn bước nhanh đi tới trước mặt cô, sốt ruột hỏi, hôm nay sau khi đổi sâm panh, không phải tôi giao cho cô tìm người bảo vệ tiểu nhu sao? Người đâu rồi? Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Mỹ Linh, hỏi, đúng vậy. Tiểu nhu đâu? Không phải tôi giao cho cô sao? Mỹ Linh nổi lên một trận giận dữ mãnh liệt, suy nghĩ một lúc, mới giật mình nói, bởi vì tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, liền đem cô ấy nhốt vào trong nhà kho phía sau mật thất, định đợi sau khi xong việc sẽ thả cô ấy ra. Nhưng tôi quên mất, Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhíu mày nhìn về phía cô, lần đầu tiên nặng lời mắng cô, nghiêm nghị nói tại sao lại không cẩn thận như vậy. Cô nhốt cô ấy ở trong đó sắp được hai tiếng đồng hồ rồi. Mỹ Linh nhất thời giật mình nhìn về phía lãnh mặc hàn, có chút khẩn trương nói tôi rất xin lỗi, lão đại. Lãnh mặc hàn nghĩ cô đang bị thương, cũng không đành lòng trách cứ cô, mà nhanh chóng xoay người, bước nhanh về hướng nhà kho phía sau mật thất, quả nhiên thấy hai thuộc hạ canh giữ hai bên cửa vào nhà kho, mà bên trong một mảng tối tăm. Anh lập tức thở vào nhẹ nhóm, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương và sốt ruột đi qua, đẩy một người ra, bịch một tiếng cửa lớn mở ra, bật đèn lên. À, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu thoáng cái ôm chặt chiếc giỏ đứng bên trong nhà kho, bộ quần áo nhân viên trên người đã ướt súng, núp sau giá đựng bát, đôi chân nhỏ lùi lại, ló đầu ra sợ hãi kêu một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn đau lòng bất đắc dĩ nhìn về phía cô bé này. Tiểu nhu sống chết ôm chặt chiếc giỏ, đưa lên đỉnh đầu, thân thể run rẩy kêu to, đừng, đừng, đừng đi qua đây, chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn lập tức đau lòng khẩn trương đi qua, ngồi xổm trước mặt cô, ôn nhu gọi tiểu nhu. Tiểu nhu nghe thấy có người gọi tên mình, trong lúc nhất thời mở to đôi mắt, núp sau chiếc giỏ, gương mặt run rẩy, ngây ngô nhìn thấy lãnh mặc hàn ngồi xổm trước mặt mình, khẩn trương nhìn về phía mình hai mắt cô nhất thời tràn đầy lệ, trong lòng đau xót, lập tức hoa một tiếng khóc lên, nói, phó tổng lãnh, anh đã đến rồi. Tôi rất sợ hãi, tại sao lại phải tắt đèn, tôi sợ nhất là bóng tối, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn bất đắc dĩ định tiến lên ôm lấy cô. Hoa, chấm than ngoặc kép, cô bỗng nhiên xoay người ôm lấy giá đựng bát kia, khóc lóc vô cùng đáng thương. Tay lãnh mặc hàn rừng trên không trung, hiện ra mấy phần mất mát nhìn về phía cô, nặng nề thở dài. Ô ô, ô ô ô ô ô tiểu nhu lại ôm giá đựng bát kia, thậm chí khuôn mặt còn dán lên giá bát, một bên khóc nức nở, một bên lau nước mắt nói, làm tôi sợ muốn chết. Thật sự làm tôi sợ muốn chết. Lãnh mặc hàn nghe lời nói ngớ ngẩn kia, không kìm được lòng cúi xuống, bất đắc dĩ đau lòng cười khổ. Tiểu nhu ôm cái giá bát kia, khóc vô cùng đáng thương, thế nhưng vừa khóc vừa nặng nề ho khan vài cái, cảm giác miệng khô khốc, rất khó chịu, dáng vẻ thật đáng thương. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, Khẩn Trương nhìn Tiểu Nhu nói, cô làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái? Tôi khát nước, hôm nay bận rộn cả ngày, cũng không có ngụm nước nào. Tiểu Nhu nói xong, lại đáng thương hé miệng, cúi đầu, nức nở khóc. Mau đứng lên, tôi dìu cô uống đi nước, Lãnh Mặc Hàn nâng cô lên. Đừng, vẻ mặt Tiểu Nhu lại Khẩn Trương cùng đáng thương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, mang theo chút khẩn cầu nói, tôi có thể ăn chút gì khác hay không? lãnh mặc hàn lập tức nhìn về phía cô nói cô nói đi tiểu nhu ôm chiếc giỏ trông rất tội nghiệp liếc nhìn lãnh mặc hàn lẩm bẩm nói hôm nay tôi ăn dưa hấu ở yến tiệc so với nhà tôi còn ngọt hơn anh có thể bảo phòng bếp cho tôi nửa quả được không cô nói xong lại có chút ngượng ngùng cúi đầu chán dựa vào cái giá dáng vẻ thật sự ngốc nghếch ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép lãnh mặc hàn lại bất đắc dĩ thở dài ôn nhu nhìn về phía cô bé này chậm rãi cười. Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống. Các tiết mục biểu diễn vẫn tiếp tục bên trong nhà hát, có một tiết mục kết hợp cùng với những vũ công Hàn Quốc, vô cùng sinh động. Đại sảnh tòa nhà phụ, các vị khách đã dần rời khỏi, sớm đã trở nên yên tĩnh. Ba người tiếp đón trước sân khấu, tất cả đều cúi đầu kiểm tra danh sách các vị khách tham gia bữa tiệc tối nay, cũng không ngừng ngẩng đầu, liếc nhìn về phía sofa ở đại sảnh. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen ngồi trên sofa màu đỏ hồng, vẻ mặt hơi mỉm cười nhìn về phía người trước mặt. Tiểu Nhu vẫn mặc bộ quần áo nhân viên phục vụ đã ướt sũng, tóc tùy ý búi lên cao, cũng ướt nhẹp, trên trán rũ xuống một vài sợi tóc. Cô hoàn toàn không quan tâm, cầm lên một cái thìa, không ngừng xúc dưa hấu lên, từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, ăn như hổ đói, rất thỏa mãn, rất hài lòng, còn vô cùng phấn khởi. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ cô, không khỏi mỉm cười nhất định sau này tôi phải tìm được ông xã, mỗi ngày đều có thể cho tôi ăn dưa hấu, tiểu nhu lại xúc lên một thìa dưa hấu, vừa ăn vừa nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn lại cúi đầu cười. Ngày mai tôi phải nhờ mẹ giới thiệu con trai chú bán dưa cho tôi. Tiểu nhu thật sự quá yêu dưa hấu, mới nói những lời lung tung này. Lãnh mặc hàn lại chậm rãi thu hồi sắc mặt, nhìn về phía tiểu nhu, sâu xa nói, cô lại có thể dùng cách này để tìm bạn trai. Tiểu Nhu một bên xúc dưa hấu, từng miếng từng miếng mà đem dưa hấu nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa nuốt, mới mơ hồ không rõ nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đây những đồng nghiệp nam của khách sạn chúng ta, toàn bộ đều bị điều đến mấy khách sạn ở tỉnh lẻ. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Lãnh Mạc Hàn nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, có chút thần bí khó lường ho khan một tiếng. Tiểu Nhu vừa ăn dưa hấu, vừa nghĩ tới chuyện này, trái tim bị tổn thương nói bọn họ có lẽ là sợ tôi để ý đến họ, sợ quá nên chạy mất. Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, rút ra một tờ khăn giấy, muốn lau khóe miệng dính nước dưa hấu của cô. Tiểu Nhu đã cầm lấy khăn giấy, chính mình tiếp tục cầm cái thìa xúc dưa hấu, tự nhiên phóng khoáng nói, "Thực ra tôi rất tốt, trong thôn của chúng tôi người muốn về nước làm việc rất nhiều. Không sợ không ai thèm lấy." Lãnh Mặc Hàn cầm khăn giấy, dừng lại trên không trung, bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Tiểu Nhu vui vẻ đưa nửa quả dưa hấu lên, toàn bộ xúc hết bỏ vào trong miệng nuốt, cô mới hài lòng thỏa mãn cười rộ lên, nói: "Ăn no." Buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, quản lý đồng ý cho chúng tôi đến xem. "Tôi muốn đi xem thế nào." Cô không nói hai lời, liền nhảy lên, đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn lúc này mới bất đắc dĩ nắm cánh tay của cô, ngẩng đầu bật cười, nhìn cô nói: "Cô để nguyện bộ dạng này đi." "Đúng vậy." Tiểu Nhu nhìn về phía anh, gật đầu lên tiếng trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn ngẩng đầu, nhìn cả người cô gái này, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra điểm bất đắc dĩ, nói đây chính là buổi tiệc từ thiện có sự tham gia của Tổng thống, trang phục không chỉnh tề cũng không được vào, huống chi nhìn bộ dạng này của cô xem. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, lập tức cúi đầu nhìn trang phục hỗn loạn của mình, có chút mất mát nói, nhìn tôi không ổn sao. Hai tròng mắt lãnh mặc hàn lóe ra, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô nói, tôi dẫn cô vào trong khách sạn đổi một bộ quần áo, coi như là hôm nay tôi tặng cô món quà xin lỗi, tôi đã khiến cô chịu ủy khuất. Không cần, Tiểu Nhu còn chưa nói hết lời, Lãnh Mặc Hàn đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo cô đi về phía trước, mới nói, đi thôi. Chấm than ngoặc kép, chương 888, người đàn ông tốt nhất. Ban đêm, mưa vẫn không ngừng rơi một chiếc xe đua màu đen dừng gấp ở một cửa hàng thời trang lớn lãnh mặc hàn nhanh chóng mở cửa xe đối mặt với cơn mưa lạnh đi ra khỏi xe lại đi vòng sang bên cạnh chỗ ngồi của tài xế dắt tiểu nhu ra vẻ mặt cô ngây ngốc bước nhanh vào cửa hiệu muốn dẫn em đi đâu tiểu nhu vừa đi theo lãnh mặc hàn vừa nhẹ nhàng hỏi lãnh mặc hàn không nói gì chỉ là nặng nắm tay nhỏ bé của cô bước vào cửa hiệu quần áo nhìn thấy quản lý và nhân viên cửa hàng Mặt lạnh lùng nói, "Chuẩn bị cho cô ấy một bộ lễ phục, chúng tôi muốn tham dự dạ hội từ thiện." "Nhanh lên." Quản lý cửa hàng lập tức mỉm cười, giơ tay về phía Tiểu Nhu, cười nói, "Vâng." "Này, tại sao a?" À? Tiểu Nhu có chút lo lắng xen lẫn xấu hổ, chưa nói hết câu đã bị nhân viên đưa vào phòng thay đồ, đầu tiên là tắm rửa, sau đó thử quần áo. Lãnh Mặc Hàn cũng không có nói nhiều, chỉ ngồi im lặng trên sofa trong cửa hàng, nghĩ đến chuyện đêm nay khi Uyển Thanh nói vì sao cứ làm xong nhiệm vụ thì toàn bộ người của tổ chức bóng đêm đều bị thôi miên? Hiện tại, cô đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời anh lại nghĩ tới cô gái giữ chai rượu năm xưa là ai. Trong phòng thay quần áo, Tiểu Nhu vừa được tắm qua, mặc áo choàng màu trắng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn thấy nhân viên đang để hàng loạt bút, chổi, đồ trang điểm bày ra, một nhân viên khác đang đợi quản lý cửa hàng chọn trang phục đem tới bên cạnh đó một cánh thủ xoay ra, các đôi giày thủy tinh được sắp xếp gọn gàng xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh này. Thợ trang điểm lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhu lên, sau đó phun nước hoa hồng pháp lên mặt, làn da trong tích tắc trở nên sáng bóng, ngón út của nhân viên trang điểm chấm nhẹ một vài điểm phấn nền và tán đều khắp mặt, rồi lại phủ nên một lớp phấn mỏng, kẹp và trải mascara, sau đó lấy một lọ son môi màu hồng mở ra, Hương tỏa ra rất dễ chịu. Thơm quá ha, à, Tiểu Nhu ngửi thấy mùi hương này, cười rộ lên nói. Thợ trang điểm mỉm cười, cầm một cây cọ mới lên, nhúng một lớp son môi mỏng, nhẹ nhàng quét lên đôi môi gợi cảm của cô, ngay lập tức đôi môi căng mọng, sáng lên màu phấn hồng. Tiểu Nhu mím môi, định nếm thử loại son này. "Ai," thợ trang điểm mỉm cười nhắc nhở nàng nói, "Không được mím môi, nó sẽ có dấu, nhìn không đẹp." Nga Tiểu Nhu ngây ngốc lên tiếng trả lời, lúc ngẩng đầu lên, nhìn trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn đã thấy trưởng thành hơn so với bình thường, đôi mắt to lấp lánh, cánh mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng. tim của cô đập loạn lên, nhìn chính mình trong gương cũng có đôi chút quyến rũ. Quản lý đứng ở bên cạnh, nhìn bên phải lại nhìn bên trái, cuối cùng nâng lên một chiếc váy nói, lấy cái này đi. Một giờ đã trôi qua, lãnh mặc hàn ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ, đã cuối 15 phút, Buổi dạ hội sẽ diễn ra, anh định xoay người hỏi xem còn bao lâu nữa thì xong, lại nghe thấy phía sau có tiếng giày cao gót truyền tới, Kim Long không được anh xoay người, nhìn về phía trước mặt, đột nhiên ngẩn ra. Nhân viên kéo rèm ở phòng thay đồ sang trọng ra, Tiểu Nhu mặc chiếc váy ngắn cúp ngực màu trắng, đằng trước có trang trí một vài cánh hoa, tóc bới cao kiểu Hàn Quốc, đứng trước gương xinh xắn đáng yêu, giống như bông hoa nhài thuần khiết, nhẹ nhàng, trên vai phủ lớp bột phấn kim cương quyến rũ mê người. Bầu ngực đầy đặn hiện ra một chút khiêu gợi, cái eo nhỏ nhắn, thon thả làm cho người khác chỉ muốn sờ tay vào véo một cái, chiếc váy dài vừa tới đầu gối, đi đôi giày màu trắng cao hơn 10 phân, hiện ra đôi chân thon dài. Gợi cảm, cầm một chiếc khăn tay, liên tục gấp vào. Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ mặt đờ ra đứng ở một bên nhìn về phía cô. Tiểu Nhu không phát hiện ra có người đang nhìn mình, chỉ là vén nhẹ váy, tùy tiện ngồi ở bậc cầu thang, đem khăn tay nhét vào đôi giày cao gót của mình hơi nghiêng người làm cho bầu ngực đầy đặn lộ ra làm cho người ta mê muội lãnh mặc hàn đột nhiên lại nhớ tới hôm mưa gió kia có một cô gái mặc áo sơ mi trắng váy đen toàn thân ướt hết tay cầm một nắm cỏ linh châu nhét vào trước ngực lơ đáng ngây thơ không đề phòng dường như cô cảm thấy trên thế giới đều không có người xấu thuần khiết đáng yêu được như hoa quýt nghĩ đến đây hình ảnh cô đứng trong rừng lại xuất hiện trong đầu anh vì mình mà treo vòng hoa tiểu nhu vẫn như cũng ngớ ngẩn nhét khăn tay vào sau gót chân. Lãnh mặc hàn lại chậm chạp bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhìn về phía cặp chân thon dài kia, thì thầm hỏi, dài to quá. Ừ, tiểu nhu nhìn về phía lãnh mặc hàn, lập tức có chút tiếc nuối nói, nghe quản lý nói, đây đã là đôi giày cao gót nhỏ nhất trong cửa hàng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn im lặng không lên tiếng, nhìn chiếc khăn tay màu trắng kia, lại nhìn thấy gót chân đáng thương kia, muốn vươn tay cởi ra nói vậy thì không nên đi không được em thích đôi giày này tiểu nhu thật vui vẻ chống tay xuống mặt đất đứng lên trên môi nở nụ cười ngọt ngào trà trà gót chân mình hài lòng nói xem đi hiện tại đã đi vừa lãnh mặc hàn từ từ đứng lên nhìn về phía tiểu nhu tối nay ngọt ngào mềm mại như hương vị trái cây đôi mắt anh sáng lên lại nhíu mày nói anh ngửi thấy một hương vị rất ngọt ngào đôi mắt tiểu nhu lập tức sáng ngời nhìn anh cười rộ lên nói anh cũng thấy sao đó là mùi hương trên môi em thơm quá chính em cũng muốn nếm thử lãnh mặc hàn hơi nhíu mày nhìn gương mặt thuần khiết đáng yêu của cô gái này đè nén cảm xúc nhưng vẫn không thể không nói ra hay là thử nếm không được thợ trang điểm nói không thể nếm tiểu nhu ngờ nghịch cười rộ lên nói ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép lãnh mặc hàn nhìn bộ dáng ngây thơ đơn thuần như vậy đành phải chậm chạp thở dài một cái, mỉm cười gật đầu, nói, đi thôi. Nói chưa hết câu, vừa định vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng tiểu nhu nhanh tay hơn, cầm lên một túi sách ngọc trai xinh xắn, sơ lên trước mặt lãnh mặc hàn, đắc ý nói, anh nhìn xem. Đây là chị trang điểm đưa cho em, có đẹp không? Lãnh mặc hàn tay dừng trên không trung, thực sự khốn khổ nhìn cô gái ngây thơ này, thực sự không biết cô cố ý không hiểu, hay là giả vờ, bất đắc dĩ cười, nói cũng đẹp. Em cũng cảm thấy rất đẹp mắt, em muốn đem nó giấu đi, không cho chị của em thấy. Tiểu Nhu nói cho hết lời, cả người vui vẻ sách túi ngọc trai, một mình đi về phía trước. Lãnh mặc hàn đứng yên tại chỗ, nhìn Tiểu Nhu thuần khiết, đơn giản bước đi, anh thở dài một cái, lấy ví tiền ra, đi tính tiền. Ngoài trời, mưa rất to. Lãnh mặc hàn cùng Tiểu Nhu đi ra từ cửa hàng quần áo, vừa muốn ôm nhẹ bả vai của cô, che ô cho cô thế nhưng tiểu nhu đã nhanh hơn bước vội vã xuyên qua mưa hướng cửa xe chạy tới lãnh mặc hàn trong nháy mắt mạnh mẽ nắm chặt cổ tay mềm mại của cô gái này đem cả người cô ép sát vào ngực mình ai bất ngờ tiểu nhu đứng không vững trên đôi giày cao gót cả người ngã vào lòng lãnh mặc hàn ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh lãnh mặc hàn có phần tức giận làm bộ không để ý vươn tay ôm nhẹ eo của cô buộc cô tới gần mình sau đó mới che ô bước về phía trước ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu tựa vào người lãnh mặc hàn, trái tim không hiểu sao đập rất mạnh, lại theo bản năng sợ hãi muốn tránh cái ôm của anh. Lãnh mặc hàn lại bá đạo ôm chặt cô hơn, đến tới cửa xe bên cạnh, nhanh chóng mở ra, đặt cô ngồi vào trong. Tiểu nhu ngồi vào ghế lái phụ, ngây ngốc nhìn lãnh mặc hàn gấp ô lại, ngồi vào ghế lái, đưa ô cho quản lý, mới khởi động xe, bật điều hòa, lạnh lùng kéo dây an toàn. Ngọc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu ngây thơ nhìn anh, có chút khẩn trương nói, lãnh phó tổng, em làm sai gì sao? Lãnh mặc hàn không để ý, tiếp tục khởi động xe. Tiểu nhu có chút vô tội khẽ cắn môi dưới. Lãnh mặc hàn vừa muốn lái xe đi, lại nhìn về phía trước mưa to phủ trắng con đường, anh bỏ dây an toàn ra, lập tức xoay người, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn tiểu nhu, nói, lần trước em nói cái gì? Tiểu nhu nghe lãnh mặc hàn hỏi, không nhớ mình đã nói gì, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi, lần trước em. Nói cái gì? Lãnh mặc hàn kìm nén đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nói chính là. Cái người đeo đôi kính buồn nôn kia, tặng cho em một con lợn rừng, em coi đó là người đàn ông tốt nhất của em. Khởi đầu tháng mới, chúc nhà mình dịch chuyện vui rẻ, mươi 889, Hoa Lam Doanh. Tiểu Nhu nghe lãnh mặc hàn nói lời này, lập tức ngốc nghếch hồi tưởng lại những lời anh đã nói với mình, nhưng vẫn không hiểu hai mắt mở to, hỏi, em lần trước. Cái gì rồi hả? Lãnh mặc hàn ẩn nhẫn đã lâu, mới cuối cùng nhịn không được nói, liền là. Cái người mang theo kính mắt xấu xí, tặng cho em một con heo kia, thì em cho là em đã gặp được một người đàn ông tốt sao? Tiểu Nhu nghe những lời này, lập tức mở to hai mắt, não đại xoay vòng một phen, mới nhìn hướng anh cười rộ lên, nói, đúng vậy. Chấm than ngoặc kép, thế anh thì không phải là đàn ông sao? lãnh mặc hàn thâm sâu nhìn về phía tiểu nhu tối nay sau khi hóa trang mềm mại đáng yêu như vậy ngồi ở chỗ kế bên tay lái đằng trước đôi mắt to sáng ngời động lòng người khẽ chớp nhìn xung quanh vẫn như cũ lộ ra sự hồn nhiên cùng động lòng người cái mũi cao nhọn rất có hình cung đôi môi hồng hình cánh hoa vẫn như cũ lộ ra hương thơm tươi mát như quả táo làm người khác chảy nước miếng tiểu nhu nhìn đến ánh mắt lạnh lùng cùng tư thái quái dị của lãnh mặc hàn liền hơi nghiêng mặt về phía trước nghi hoặc trừng to mắt hỏi lãnh phó tổng anh sao vậy a à? lãnh mặc hàn vẫn như cũ trầm lặng không tiếng động lúc đó nhìn tiểu nhu nghiêng mặt về phía trước cảm giác được hơi thở ngọt ngào trên môi cô càng nồng nhiệt cùng mê người anh lại nhớ tới vừa rồi ở trong thương khố lúc đó cô đã hao tổn tinh thần mất mát ôm cái khung sắt kia khóc lóc trong lòng tràn đầy buồn bực anh nặng nề thở hắt một cái nháy mắt ngồi trở lại chỗ tay lái nhìn về phía ngoài cửa sổ xe kia mưa nặng hạt đang không ngừng gõ vào cửa kính xe của anh anh không khỏi cười khổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu lập tức lại có cảm giác nghi hoặc nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn từ trước đến nay làm việc rất cẩn thận cùng chu toàn, chỉ là tối nay cảm giác chính mình có phần kích động, liền thở dài một hơi. Tiểu nhu nhìn về phía anh theo thói quen trầm lặng không lên tiếng, cô liền cúi xuống dưới, đôi tay nắm chặt dây chân châu của mình, thưởng thức mặt trên chân châu, một viên hai viên ba viên. Đi thôi, Lãnh Mặc Hàn tay cầm vô lăng, vừa muốn nổ máy, lại nhìn đến quản lý thần tốc đi tới, anh chậm rãi đè xuống cửa kính xe, nhìn quản lý hết sức xin lỗi cùng miễn cưỡng tươi cười, tay nâng một cái hộp bằng nhung màu đen, hơi khom người tôn kính mỉm cười nói, "Thật sự thật xin lỗi tiên sinh. Vừa rồi ngài đã đặt chiếc vòng cổ bằng kim cương, chúng tôi lại quên mang đến cho vị tiểu thư này." "A," à, Tiểu Nhu trong lúc này chớp đôi mắt to, nhìn về phía quản lý trong tay bưng cái hộp nhung màu đen kia. Kỳ quái nghĩ muốn hỏi, đó là cái gì? Đưa qua đây, Lãnh Mặc Hàn hơi nghiêng người về phía trước, cầm lấy cái hộp nhung màu đen kia, lại đóng cửa kính xe, mượn nước mưa rơi xuống hộp nhưng tạo lên một tầng ánh sáng lấp lánh, chậm rãi mở cái hộp kia ra, nói, phần lễ vật này là anh tặng cho em, coi như là cảm ơn đêm nay giúp anh một đại ân, thuận tiện hướng em bồi lễ giải thích. Tiểu Nhu liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái, mới cúi đầu liếc nhìn về phía bên trong cái hộp nhung kia rõ ràng là một chuỗi dây chuyền được làm từ bảo thạch bên trong có khảm kim cương xinh đẹp cao quý chói sáng đến lóa mắt. viên kim cương này có hình đóa hoa. cô nhất thời chấn kinh mở to hai mắt, nhìn về phía phân lượng của chiếc vòng cổ kim cương này mà hoảng sợ kêu lên. chiếc vòng cổ bằng kim cương quý giá như thế, em không thể nhận. chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn lại chậm chạp đặt cái hộp xuống dưới, tự mình lấy ra chiếc vòng cổ kim cương. sâu xa nói chiếc này đúng là lễ vật. đừng đừng chấm than ngoặc kép Tiểu Nhu liên tục lắc đầu, nói, mẹ em nói. Giúp đỡ người khác, không mong được hồi báo, huống chi, em thật sự không phân biệt rõ hai chai sâm banh kia, tới cùng bên trái là ướp lạnh, hay bên phải là ướp lạnh. Lãnh mặc hàn trầm mặc cười, chậm rãi buông lỏng nút thắt phòng cổ kia, nói tới, anh đeo lên cho em. Đừng, Tiểu Nhu là một cô gái đơn thuần, khó có khi kiên định cùng cường ngạnh cự tuyệt một việc như thế, đôi mắt to nhìn về phía lãnh mặc hàn, có chút khẩn trương nói, em thật sự không thể nhận lễ vật này, vừa thấy liền biết nó rất quý giá. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn hai tròng mắt lóe ra, dừng lại động tác nhìn về phía tiểu nhu, sâu xa từ từ đưa ra cái vòng cổ màu tím này lên, bóng đèn bên trong xe chiếu rọi, nhìn thấy rõ ràng hình dạng đóa hoa này thập phần mộng ảo đặc biệt. Anh liền thấp giọng nói, đóa hoa sen này gọi là hoa lam doanh, là loại hoa mà mẹ anh thích nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Tiểu Nhu dừng lại động tác, trầm mặc nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn chậm chạp xoay người, nhìn về con đường phía trước mưa bay mịt mờ, tiếp tục nói, quê của anh có rất nhiều cây hoa lam doanh, lúc mùa hè cùng mùa thu đến, chúng nó sẽ mọc khắp núi đồi, nhìn qua từng cây lại từng cây hoa, giống như những áng mây, thập phần mộng ảo mỹ lệ, hơn nữa khi có một trận gió thổi tới. Những đóa hoa màu tím giống như tuyết trên núi rừng bay lượn khắp nơi, vào lúc sáng sớm, khi mở cửa sổ ra, nhìn khắp xung quanh những đóa hoa ấy, như bao trùm cả thế giới. Tiểu Nhu lại thật sâu nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn hai tròng mắt thâm thúy hiện lên vài phần quá khứ tưởng niệm sự yêu thương, tiếp tục sâu xa nói chỉ là. Năm anh năm tuổi, cả ba mẹ anh đều bị tai nạn qua đời, anh bị đưa vào cô nhi Việt, lại chuyển đến thành phố khác, cũng là bắt đầu từ lúc đó. Anh đặc biệt thích ở trên cành cây nhìn những cây hoa hình thành một đoàn bóng mở rủ xuống phía dưới, hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Anh chậm rãi quay đầu, Nhìn về phía Tiểu Nhu âm thanh nhàn nhạt, nhạt nói, cho nên, gốc cây anh đào ở trước cửa nhà anh kia, thật là trùng hợp. Tiểu Nhu ngẩn ra. Lãnh Mặc Hàn tay cầm vòng cổ kim cương, hơi nghiêng người tiến sát vào Tiểu Nhu, trên mặt hiện lên chút tươi cười, em đừng tự cho mình là đồ ngốc, thật ra anh biết, em rất nhanh nhẹn cũng vô cùng thanh tao động lòng người, thập phần đáng yêu. Hơn nữa, đêm nay em rất đẹp. Tiểu Nhu chưa từng được nghe qua lời khen như vậy, mặt lập tức có chút khẩn trương vội vàng nháy đôi mắt to, cúi đầu. Lãnh mặc hàn hai tròng mắt hiện lên vài phần ái muội tươi cười, nhìn về phía cô, trong lòng có chút khẩn trương nói, em. Nguyện ý tiếp nhận phần quà này của anh không? Tiểu nhu nhẹ ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng thật sâu nhìn về phía tiểu nhu, mỉm cười nói, anh nhìn gốc cây anh đào kia, nhưng vẫn tìm không thấy chút ký ức đã qua nào, cho đến ngày đó em nghĩ rằng anh đã xảy ra chuyện, em đứng ở dưới tàng cây trong núi rừng nhà anh, kết phòng hoa cho anh, không hiểu sao anh lại nhớ tới mẹ anh thường đứng ở dưới tảng cây hoa lam doanh, mặt biểu lộ mỉm cười chờ đợi cha anh trở về. Anh muốn cảm ơn em. Tiểu Nhu không kìm nén nổi đôi mắt ngấn lệ. Lãnh mặc hàn cũng chưa bao giờ nói như vậy, lại nhìn đến cô bé này ánh mắt liền trở nên mềm mại một chút, chậm rãi mỉm cười nói, anh. Vì em mang theo cái này, đừng từ chối anh. Tiểu Nhu cúi xuống phía dưới, có phần thẹn thùng, không dám nói. Lãnh Mặc Hàn có chút khẩn trương nhìn cô một cái, mới chậm rãi nghiêng người về phía trước, đôi tay nhấc chiếc vòng cổ kim cương mộng ảo mỹ lệ này, thật cẩn thận đeo trên cổ của cô, rồi mới cúi đầu xuống, nhìn đến cái cổ trắng như tuyết lóe ra vài phần ánh sáng mê người, thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể cô bé này, xuyên thấu qua lớp thịt non mềm tản ra hơi thở thơm mát. Anh tập trung toàn lực đeo chiếc vòng cổ kim cương cho cô, nhìn sợi dây truyền được khóa chặt trên cổ của cô, biết là không còn lý do gì để đến gần cô hơn anh liền chậm rãi buông tay khỏi cổ cô, đôi tay nắm nhẹ bờ vai cô, mỉm cười cúi mặt nhìn về phía chiếc vòng cổ kim cương trên cổ cô, hỏi thích không? Tiểu Nhu cực kỳ vui vẻ cúi đầu, nhẹ đưa tay đụng vào sợi dây vòng cổ bằng kim cương này, không khỏi kích động cười rộ lên, ừ gật đầu nói thích. Chấm than ngoặc kép, lãnh mạc hàn cũng không hiểu sao nở nụ cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô, thập phần mỹ lệ động lòng người, hai tròng mắt lại đột nhiên lóe ra, tay không nhịn được niết cầm của cô hơi chút nhíu mày nói mặt của em mặt em sao vậy a à? tiểu nhu lập tức có chút khẩn trương vươn đôi tay ra vỗ về mặt mình trừng to mắt nhìn về phía anh nói bị bẩn sao lãnh mặc hàn nhẹ chớp động ánh mắt nhìn về phía cánh môi trơn mềm của cô hương thơm mê người liên tục khuấy động lòng anh ngón tay cái không nhịn được trượt nhẹ qua cánh môi của cô tiếp xúc đến điểm trơn mềm trên môi lại không hiểu bị cái gì kích thích muốn cúi đầu xuống Tiểu Nhu chỉ ngây ngốc cho rằng mặt mình thực có cái gì đó, ngón tay mình cũng chạm nhẹ lên môi, đôi mắt to nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn rốt cuộc kìm nén không được, tại bên trong xe, chậm rãi cúi mặt xuống nhẹ hôn lên đôi môi của cô bé, mút cánh môi cô, mới cảm động nói, môi của em thật ngọt, anh muốn nếm thử. Tiểu Nhu lập tức cứng lại, chừng to mắt, lắc lắc túi sách trân châu của mình, cảm giác được hơi thở mạnh mẽ kia của lãnh mặc hàn đang tấn công về phía mình, thậm chí khuôn mặt kiên nghị nhẹ dán lên mặt mình, môi lại di chuyển mút cánh môi mình. Cô nhất thời khẩn trương giống như bị điện giật, sợ tới mức trái tim đập loạn nhịp, vừa rồi muốn ôn nhu kêu một tiếng. Lãnh mặc hàn dĩ nhiên lại nâng mặt cô lên, nặng nề hôn lên cánh môi cô, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của cô, cảm giác như hút được mật ngọt của đóa hoa thuần khiết nhất thế giới, trái tim không khỏi mãnh liệt nhảy lên. Hai đầu lưỡi cùng nhau cuồng nhiệt quấn quyết. Ưm, ừ, tiểu nhu môi bị ngăn chặn, cảm giác được đầu lưới của lãnh mặc hàn gắt gao quấy lấy mình mặt cô lập tức đỏ bừng đây là nụ hôn đầu tiên của cô anh biết lãnh mặc hàn sợ hãi lầm nhầm lại ôm chặt lấy cô bé này dịu dàng mà nóng cháy mút lấy đầu lưới của cô đôi tay trong bóng đêm muốn hạ cái ghế dựa của cô xuống một chiếc xe thể thao lao nhanh đến tóe lên nước mưa mạnh mẽ đập vào cửa kính xe tiểu nhu hoàng sợ mặt có phần xấu hổ nhất thời đẩy lãnh mặc hàn ra trong lúc nhất thời cô cắn chặt môi dưới phảng phất lại muốn khóc, tinh thần khẩn trương, vẻ mặt thẹn thùng nói, em, em, trên môi em không có hương vị gì cả, nếm xong rồi, chấm than ngoặc kép. Cô nói xong, liền lập tức sốt ruột đẩy ra mở cửa xe, bước nhanh đi vào trong mưa. Lãnh mặc hàn mới nếm đến đôi môi mềm mại thơm mát tuyệt mỹ như vậy, anh có cảm giác chính đang rất kích động, nhìn đến tiểu nhu đi ra ngoài, anh lại có phần hoảng hốt, nhìn tiểu nhu đứng ở trong mưa, đang bắt taxi, anh lập tức muốn mở cửa xe. Tiểu Nhu trong lúc này khẩn trương ngồi vào taxi, kêu to lái xe. Chấm than ngoặc kép. Taxi liền đi phía trước thẳng chạy đi. Tiểu Nhu, chấm than ngoặc kép, Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh tới, đã nhìn thấy chiếc taxi kia biến mất trong mưa, anh nặng nề thở hổn hển vài hơi, đứng im ở trong mưa, tùy ý để mưa rơi trên người, lại không khỏi có chút nghi hoặc. Chương 890, chỉ cần cô ấy sống tốt hơn tôi lãnh mặc hàn nhanh chóng lái xe trở lại nhà hát lo lắng cho vấn đề khác lại đột nhiên nhớ tới tiểu nhu vừa xấu hổ chạy hoảng loạn ra xe hai mắt anh lóe lên chẳng lẽ là anh ép buộc cô sao tâm trạng có chút buồn bực nhưng vẫn nhanh chóng đi xuống xe nhìn thấy uyển thanh nhanh chóng đi tới anh tức khắc nâng cao tinh thần nhìn về phía cô hỏi mỹ linh thế nào đang nghỉ ngơi bác dịch tiên sinh đang xem vết thương cho cô ấy cô ấy bây giờ đã giảm đau chỉ có hơi ngứa đêm nay mới xét nghiệm máu lần cuối cùng thì mới có kết quả uyển thanh mỉm cười nhìn lãnh mặc hàn nói nhưng tại sao cô ấy lại bị thương chứ chẳng lẽ những lời anh mắng làm cho cô ấy thương tâm lãnh mặc hàn im lặng không lên tiếng uyển thanh mặt có chút hàm ý nhìn về phía lãnh mặc hàn nói anh rất ít khi mắng cô ấy nặng lời như vậy tôi đi xem cô ấy lãnh mặc hàn nói xong tức khắc xoay người đi về phía trước uyển thanh cũng đi theo lại nói tiếp, tôi học được thuật thôi miên của một sư huynh ở bên Mỹ nó có thể ép hỏi ra tung tích của dạ hành. Ừm, lãnh mặc hàn bước nhanh đi về phía trước, hai mắt đảo xung quanh mới xoay người phân phó, mặc dù dạ hành chỉ bắt có quản lý lệ hoa và bộ trưởng. Tôi tin lúc đó trong phòng ăn có nhiều người hơn vì vậy chúng ta nhân cơ hội này tiếp tục điều tra xem lúc đó công nhân làm việc trong phòng ăn còn có ai. Không chừng có thể điều tra ra đầu mối. Tôi sẽ bắt tay vào làm chuyện này. Uyển Thanh gật đầu nói, cực khổ cho cô rồi. Lãnh mặc hàn tiếp tục đi về phía trước. Uyển Thanh cũng đi theo sau. Trong nhà hát tiếp tục các tiết mục đặc sắc. Sân khấu tối âm u, ở trung tâm giường có một viên dạ minh châu hình cầu sáng lên, rừng rậm u ám được phản quang chiếu sáng. Vô số chim xanh bay qua, làm quả cầu bên trên xoay tròn. Lên keng ninh ninh âm thanh kỳ diệu vang lên. Đường khả hình ngồi cạnh nhã tuệ, nhìn về phía giữa sân khấu có vô số chim xanh vây quanh một hình cầu thật lớn không ngừng xoay tròn, trong rừng rậm có rất nhiều loại hoa và cây tùng, trong rừng có rất nhiều tinh tinh đang liếc trộm quả cầu kia, bộc lộ sự ngạc nhiên, ngượng ngùng và sợ hãi. Cô đặc biệt thích xem tiết mục này, hơn nữa còn có Hy Văn và một số bạn nhỏ ở Viện Phúc Lợi biểu diễn, lòng cô càng phấn khích hơn. Một lúc sau, toàn hội trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhìn vào tiết mục trên sâu khấu, không hiểu tại sao khách quý lại kích động như vậy. ôi trời, chấm than ngoặc kép, toàn hội trường khách quý lại từng đợt cao giọng hô, lại một trận vỗ tay kịch liệt vang lên. đường khả hình tức khắc sừng sốt ngẩng đầu, dựa vào âm thanh của khách quý kêu lên phát hiện ra trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, khoác áo may ô xám, đứng tao nhã gần cửa sổ sát đất trước sân khấu, mỉm cười nhìn về phía trước, giống như quý tộc tỏa ánh sáng khắp mọi nơi hai mắt sáng lên cả người toát lên vẻ đẹp hoàn hảo giống như tượng thần điều khác ở phương Tây. Tổng thống Pháp Daniel, đường khả hình nghe thấy tiếng hô hoán này, trong lòng cô chấn động mạnh, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, người mà trong miệng hy văn gọi là cha tổng thống Pháp lại đẹp trai hoàn hảo như vậy. Hình như ông đang bàn chuyện gì đó, trong nháy mắt biến mất trên màn hình. Toàn trường khách quý nhiệt liệt tiếng vỗ tay thêm lần nữa, đều biết ông là vì con gái yêu thương nên mới xuất hiện trên màn hình đường khả hinh trong nháy mắt nghĩ về ông ánh mắt của ông luôn nhìn mọi người với ánh mắt tươi cười ấm áp nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp kích động không nói lên lời chim xanh bay từng đàn rừng rậm kia lập tức biến thành cảnh tuyết trắng mùa đông toàn hội trường khách quý lại nhiệt liệt vỗ tay đường khả hinh lại gấp gáp nhìn phía trước kích động nhìn thấy tổng thống pháp đẹp trai nhìn về phía bên này ông đang ôm đứa con nít trước mặt bao nhiêu người đùa vui hôn lên khuôn mặt đáng yêu của cô bé Hai mắt lộ ra vẻ gương chiều cùng hạnh phúc. Cô bé xinh đẹp bên cạnh mặc chiếc váy dài màu trắng, khoác một chiếc áo choàng, nhìn về phía trước nở nụ cười ấm áp. Có một cô gái chân dung mông lung không rõ nhưng mọi người đều biết đó là nữ diễn viên nổi tiếng Hạ Tuyết. Từng đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Con gái tổng thống Pháp Jani vì muốn ủng hộ cho viện phúc lợi nên đã mang đấu giá một bức ảnh của tổng thống. Đường Khả hình cũng kích động nắm bàn tay Thảo nào mặc dù hy văn miệng lưỡi sắc bén nhưng cô bé luôn tỏ ra khí chất bất phàm, có lẽ là do được giáo dục tốt. Trên màn hình lớn có một người đàn ông hoàn mỹ đang ôm con gái đáng yêu trong lòng, từng đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên rồi biến mất dần, màn hình lại khôi phục hình ảnh rừng rậm sống động. Quả cầu thủy tinh thật lớn trong nháy mắt hé mở phản chiếu vô số ánh sáng. Một cô bé mỹ lệ đẹp động lòng người, mặc bộ đồ múa ba lê, tóc búi lên cao, bước đi cả nhắc giống như một đứa bé mới được sinh ra, xoay eo đặt hai tay sang bên trái, đôi mắt to sáng ngời nhìn mọi thứ với ánh mắt trong suốt. Toàn hội trường vỗ tay vang dội. Đường khả hình nhìn thấy hy văn, cũng hết sức kích động nắm chặt bàn tay, hài lòng cười rộ lên. Trang hạo nhiên ngồi ở hàng ghế khác, cũng nhìn thấy hy văn đang múa với những bước chân bay bổng, đầu ngón chân kiếng lên bước ra sân khấu, đáng yêu, anh cũng không kìm được cười rộ lên. 12 thiên Nga trắng nhỏ lúc này cũng hoạt bát bước vào hòa cùng với âm nhạc tiếp tục tiếng đầu ngón chân, mở ảo bước vào. Tô Thủy Kỳ ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cũng nhìn 12 con thiên Nga nhỏ đáng yêu kia, yếu ớt cười rộ lên nói, hoạt động từ thiện cần có thời gian dài để kêu gọi mọi người ủng hộ, thế nhưng tập đoàn Á Châu chỉ cần mở một giả tiệc là có thể thực hiện được xuất sắc mục đích từ thiện như vậy, thật là làm cho người ta thán phục. Trang Hạo Nhiên chậm chạp quay đầu, nhìn tô thủy kỳ mỉm cười nói tô thủy kỳ anh là bác sĩ chúng tôi làm một chút chuyện giúp người làm sao so được với các anh ngày đêm không ngại khó ngại khổ giúp đỡ mọi người tô thủy kỳ tiếp tục xem hy văn biểu diễn chậm chạp cười nói bất kể như thế nào là bác sĩ hay là chủ cửa hàng cũng không phải là người khả hinh cần khả hinh cần người ngày ngày có thể làm bạn cùng cô ấy một người đàn ông quan tâm yêu thương cô ấy trang hạo nhiên ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng Tô Thủy Kỳ quay đầu tiếp tục nhìn về phía Trang Hạo Nhiên yếu ớt nói: Tổng giám đốc Trang là một nhân vật hiền hách, trên vai gánh vác vô số tính mạng con người cùng với giấc mộng. Tôi biết anh có nhiều lý tưởng vĩ đại, người như vậy tất nhiên có thể đem lại hạnh phúc cho Khả Hinh. Thế nhưng tôi không nghĩ rằng hoàn cầu cũng có bí mật. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Sắc mặt Tô Thủy Kỳ trầm xuống, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên. Giọng nói rõ ràng mà thâm trầm, nếu bàn về duyên phận của giám đốc Tưởng và giám đốc Trang với Khả Hinh thì tôi chắc chắn trước hai người. Nhiều năm trước đây, tôi đã từng cứu giúp một sinh mệnh. Với vai trò là người thầy thuốc cũng như vai trò của một người đàn ông chứng kiến má trái của Khả Hinh bị phá hủy, ngã ở trước cửa hàng của tôi, thời gian đó cô ấy rất đáng thương, hèn mọn, tôi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, có một ngày cô ấy lại có vị trí quan trọng trong sinh mạng của tôi như vậy. Trang Hạo Nhiên tiếp tục trầm mặc, Tô Thủy Kỳ lại nghiêm túc nhìn Trang Hạo Nhiên, thắm thiết nói: Trong tương lai giám đốc Trang sẽ có nhiều thế lực, nắm giữ sinh mệnh của nhiều người, sẽ không vì chuyện gì mà thương tổn đến người vô tội, thậm chí thương tổn đến Khả Hinh. Tôi sẽ không can dự vào việc gì, nhưng nếu Khả Hinh vì hoàn cầu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ bất chấp tất cả đưa cô ấy rời xa các anh. Trang Hạo Nhiên hai mắt lóe ra, nhìn về phía Hy Văn đứng múa giữa sân khấu, đó là điệu nhảy tuyệt vời không lâu sau nữa mình cũng có cơ hội nuôi dậy một đứa bé đáng yêu như vậy. Tô Thủy Kỳ nhìn thật sâu vào Trang Hạo Nhiên, nói, đương nhiên, tôi không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của anh với Khả Hinh, nhưng với vai trò là một bác sĩ tôi có quyền và nghĩa vụ chăm sóc người bị thương. Tôi hy vọng ngày này đừng đến, cũng xin anh khi chưa xác định được hạnh phúc của mình thì hãy chiếu cố tốt cho mình cũng cố gắng chiếu cố cảm nhận của Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên trầm lặng một lúc, trên mặt mới mỉm cười, nói cảm ơn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn anh, Trang Hạo Nhiên biết phải làm sao, ho nhẹ vài tiếng, lại ngửa mặt nhìn về phía trước. Tô Thủy Kỳ cũng im lặng không lên tiếng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh cũng chăm chú nhìn vào tiết mục múa, lại cảm thấy nỗi chút đau thương phát ra từ bên trong cơ thể, chậm chạp quay mặt sang nhìn về phía hàng ghế mà Tô Thủy Kỳ và Trang Hạo Nhiên đang ngồi. Hai người đàn ông cũng nhìn vào tiết mục đang biểu diễn, không lên tiếng. Buổi tối hôm nay thật dài rằng rạc như mạt ngồi ở hàng ghế khách quý, nhìn hy văn múa đẹp như vậy, hôm nay quả thật thất bại, hai mắt cô ta run rẩy nhẹ nhàng chớp đôi mắt yếu ớt nhưng không đủ để che giấu sự tàn nhẫn của cô ta. Trong bụi cỏ, thoáng những con rắn vàng trườn theo chỉ thị bò về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền chương 891 đã từng Sau khi bác dịch kiểm tra cho Mỹ Linh, từ phụ lâu đi ra, vừa muốn cất bước lên bãi cỏ đi về phía trước, rồi lại nghe được một âm thanh lạ thường, anh nhíu chặt mi tâm, lập tức bấm điện thoại sáng lên, bằng kinh nghiệm nhiều năm tay không trong rừng lớn lên, nhanh chóng cất bước đi lên phía trước, nhưng chỉ là thấy con mèo hoang màu đen chạy về phía trước, anh dừng bước lại, lại như cũng không buông lỏng mà cầm lấy điện thoại chiếu sáng đèn, đưa qua lại hai bên bụi cỏ, quan sát tình hình chung quanh. Lúc này Thanh Bình đi ra, thấy bác dịch vẫn chưa đi xem biểu diễn, liền kỳ quái hỏi, bác dịch tiên sinh, sao anh còn chưa đi xem diễn vậy? bác dịch đứng ở trong bụi cỏ ánh mắt vẫn nhìn xung quanh quan sát đến tình huống chung quanh nói tôi cảm giác cảm thấy có chút không ổn thanh bình liền tỉnh ngủ mà nhìn về phía anh hỏi sao không ổn anh phát hiện cái gì hả bác bịch cũng không biết mình phát hiện cái gì chẳng qua là đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu rất lâu rốt cuộc mới phát giác đến có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều liền lắc đầu nói ngờ vực vô căn cứ mà thôi mưa trời có rắn côn trùng chuột Kiến cũng là bình thường. Thanh Bình hơi cười rộ lên nói, ở đây sao có thể có loài vật này? Đây chính là khách sạn Á Châu. Nhưng trong lòng bác dịch muốn nói là, chính là vì khách sạn Á Châu có cây xanh tươi tốt, rừng rậm cũng rất nhiều, nếu muốn giấu kín một vật quái lạ gì, còn hơn người gấp trăm lần, rồi lại bởi vì vừa rồi có tiếng động, anh vẫn cảm thấy bản thân đa tâm, liền gật gật đầu, tạm biệt với Thanh Bình, cất bước đi đến bên trong nhà hát. Thanh Bình cũng đứng nguyên tại chỗ nghĩ đến bác dịch mà nói, chậm chạp xoay người, nhìn về phía ngọn đèn đang sáng trong mật thất, lát sau sẽ phải chuyển những người trong đó đi, có nhiều người cùng giám sát và điều khiển trong gác, liền an tâm mà cười, quay người đi lên phía trước. Từ khi tương tư bên bờ sông thấy ngươi, giống như gió xuân kia thổi tới trong trái tim. Ba người con gái mặc váy dài màu đen động lòng người, đồng thời đứng ở trước micro, vừa hát nhẹ nhàng theo tiết tấu, vừa đung đưa thân thể, tiếp tục cất giọng hát ngọt ngào, em muốn nhẹ nhàng nói cho anh biết, không nên quên em. Bác dịch nghe ca khúc nhẹ nhàng như vậy, lạnh lùng, chậm rãi đi đến sảnh khách quý lầu ba, anh cùng với đường khả hình đều được trang tính vũ mời làm khách quý, cùng xem buổi diễn tối nay, cũng lúc đi đến ghế lô vip bên trái, phát hiện bên trong chỉ có trang ngải lâm cùng thân sĩ nước Anh, trang tính vũ đang ngồi ở phòng vip cùng tưởng vĩ quốc, đồng thời cười cười nói nói nói. Đường khả hình cũng không biết chạy đi đâu, hình ảnh ba phía như vậy, rõ ràng lưu lại cho mình. Anh giống như đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía trang ngải lâm cư nhiên thay cho một váy giải bó ngực màu trắng, búi tóc lên cao, vẫn như cũ giống như là nữ vương, thân hình nóng bỏng mà dựa vào ghế sofa màu đỏ thẳm, vừa nhấp cánh tay trắng như tuyết lên, khuỷu tay tại tay cầm ghế sofa, ngón tay sờ nhẹ đụng cái cằm, hơi ngẩng mặt lên, có chút hứng thú mà nhìn về phía diễn xuất bên dưới, bên cạnh là thân sĩ nước Anh, ngẫu nhiên nghiêng người, tràn đầy yêu thương mà nhìn về phía trang ngải lâm nhẹ tay kéo hông của cô ở bên tai của cô không biết nhỏ giọng nói cái gì rất mập mờ trang ngải lâm nhàn nhạt cười bác dịch vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa nhìn về phía cô hai con người thâm sâu có chút ánh sáng khó lường tránh ra một chút phía sau có giọng nói chuyển đến bác dịch xoay người có chút nghi ngờ nhìn về phía người trước mặt tay của tử hiền bưng lấy một dĩa nước quả nho óng ánh tẩy đến sạch bóng trên mờ u bàn tay còn dính mấy giọt nước, vẻ mặt có chút khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, đứng trước mặt Trang Ngải Lâm, giống như một em gái nhỏ, vô cùng tôn kính mà nâng nho trên tay, tươi cười có chút nịnh nọt, kêu nhỏ chị Trang, chị muốn ăn nho, đã rửa sạch sẽ rồi. Ừ, Trang Ngải Lâm lời nói với xong, nhìn cũng không nhìn cô, liền duỗi ngón tay thon dài ra, hái một trái nho bỏ vào trong miệng của mình nhai. Tử Hiền khẩn trương mà nhìn về phía cô, sợ nho có chút chua coi như cũng được để đó đi trang ngải lâm lại hái một trái nữa bỏ vào trong miệng nhẹ nhai mới chậm gì gì mà phân phó tử hiền nặng nề thở dài một hơi lập tức để dĩa nho xuống mới nói vậy tôi đi ra ngoài trước ừ trang ngải lâm lại nhàn nhạt mà lên tiếng tử hiền nhẹ lau mồ hôi trên trán khẩn trương đến mi mắt cũng không dám chấp lên một cái liền lập tức quay người đi ra ngoài bác dịch đứng nguyên tại chỗ hơi nhíu mày nhìn bộ dáng kia của trang ngải lâm Trầm ngâm một chút, nhưng vẫn là cất bước đi vào, đến phía bên phải sofa ngồi xuống, cởi bỏ cúp áo Âu phục, trầm mặc nhìn biểu diễn. Trang Ngải Lâm coi anh như không tồn tại mà tiếp tục xem biểu diễn. Thân sĩ nước Anh bên cạnh, có chút nghi ngờ hơi nghiêng người, dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi Trang Ngải Lâm, "Who is he?" Trang Ngải Lâm lại hái một trái nhỏ bỏ vào trong miệng, giống như có chút nhàm chán nói, "Stranger, người xa lạ." Bác dịch nghe lời này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Yes, trong lòng thân sĩ nước anh kia vẫn lòng còn có nghi hoặc, bởi vì lúc trước đã thấy anh ở trường ngược. E hèm, trang ngải lâm lên tiếng sau, chợt cảm thấy con nhỏ chết tiệt tử hiền kia chuẩn bị nho rất là ăn ngon, ngọt đến phát chán, đây là giữa hè, ở đâu có nho ăn ngon như vậy. Cô nặng nề thở một cái, tiếp tục lại hái một trái nho bỏ vào trong miệng. Bác dịch im lặng không lên tiếng mà thấy là một ca sĩ nổi danh thế giới đứng ở trước sân khấu, tiếp tục tình cảm mà hát một đoạn tình ca, từ trước đến nay đối với thứ này anh không có hứng thú, anh chỉ thích ăn nho, liền không khỏi mà vươn tay, thói quen mà hái trái nho bên cạnh. Tay của Trang Ngải Lâm vừa đưa tới, đúng lúc đụng phải tay bác dịch, cô lấy cả dĩa ôm vào trong ngực, ăn một mình. Bác dịch chậm chạp quay sang, lạnh lùng nhìn cô. Trang Ngải Lâm vẫn không để ý anh, vô cùng chuyên chú xem diễn xuất. Cô đổi quần áo ở đó hả? Bác dịch nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được hỏi. Ai cần anh lo, Trang ngải lâm không để ý anh. Nếu như là phòng tôi, tôi sẽ nói gì Trang tìm điệp y. Cô không đúng quy củ, lén vào phòng tôi. Anh không nói hai lời, liền lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện thoại cho gì Trang, tìm điệp y đến đánh cô mười mấy cái tát. Phanh, một dĩa nho nặng nện ở trước bàn thủy tinh. Vẻ mặt của Trang ngải lâm tức giận. Hai mắt của bác dịch có ý cười sau đó mới có chút nhẹ nhõm tự nhiên mà hái được một trái nho bỏ vào trong miệng nhai quả nhiên cảm thấy ngọt. trang ngải lâm thấy người này ngồi ở bên cạnh ngay cả tâm tình xem cũng không có người đứng lên hái ba trái nho một trái bỏ vào trong miệng nhai thật sự là ngọt bác dịch im lặng không lên tiếng tiếp tục xem biểu diễn tất cả đều im tĩnh trang ngải lâm đang mặc váy dài màu trắng trong tay lại đút hai trái nho vào trong miệng mới men theo ánh đèn đỏ đi tới tô lê một tiếng vang không bình thường, truyền đến. Một rắn nhỏ đột phá như mũi tên, từ một thông đạo tối bắn thẳng sông tới, cùng theo thân ảnh Trang Ngải Lâm, đi phía trước xoay tròn lấy lân phiến thân thể thẳng mà chạy đi. Trang Ngải Lâm không có phát hiện, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Mắt thấy con rắn nhỏ liền sách đầu chui vào váy trắng như tuyết của Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày, cảm giác được váy dài hoạt động có chút bất thường, cô liền nhẹ nhấc váy lên, chậm chạp xoay người, rõ ràng thấy một con rắn nhỏ đang xoay tròn thân trong váy, đang khè đầu lưỡi, khủng bố mà chừng nhìn bản thân, đầu cô run lên run, sợ tới mức bật âm to lên, hét, a à. Cả sảnh khách quý xôn sao ngẩng đầu nhìn. Mười người đặc công bay về phía trước đã chạy tới. Một bóng dáng màu đen, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau trang ngải lâm, tay cầm vái dài của cô, ngón tay siết chặt con rắn nhỏ, ném đi, mới vội vàng ôm cô vào trong ngực, đời này trang ngải lâm chưa từng trải qua chuyện kinh hãi như vậy cơ thể run rẩy dựa vào trong ngực của người đàn ông phía sau tiếp tục kêu to xảy ra chuyện gì trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi dẫn hơn 10 đặc công đi tới thấy bác dịch đang ôm chị gái mình đứng quay lưng về phía khách quý liền vội vàng hỏi có con rắn có con rắn có con rắn trang ngải lâm cũng biết lúc này hợp không thích hợp lớn tiếng gọi chẳng qua là cô nặng nề kéo cổ bác dịch cơ thể càng run rẩy nhớ tới con rắn bò trên người của mình, cô sợ tới mức lăn lộn cơ thể phát run, hận không thể lập tức liền đưa tay ra sau eo, cởi bỏ dây xích cẩu váy, hai mắt lần đầu tiên sợ tới mức ngấn nước. Ngải lâm, chấm than ngoặc kép, bác dịch nắm chặt cổ tay của cô, nhíu chặt mi tâm cúi đầu, nhìn về phía cô, giọng nói khô khan, không phải sợ. Con rắn kia đã chết, chấm than ngoặc kép, trang ngả lâm nghe thế, cả cơ thể vẫn run lên, liều mạng mà ôm chặt bác dịch. Cả người đều mãnh liệt mà run rẩy sao chỗ này lại có rắn tưởng thiên lỗi nhất thời thầm kêu không ổn e sợ khiến nhiều khách mời kinh sợ trang hạo nhiên vừa lòng chị gái mà khẽ vuốt lưng chị vừa nhanh chóng nhìn tiêu đồng nói nhanh kêu người chủ trì trấn an tốt khách mới còn mấy tiết mục nữa yến hội sẽ kết thúc tiêu đồng và đông anh lập tức nói ba chấm than ngoặc kép bác dịch lập tức lấy trong túi áo âu phục lấy ra một bình thủy tinh nho nhỏ đưa tới trước mặt mấy người kia một tay vẫn ôm chặt trang ngả lâm đang run rẩy nhanh chóng nói, cầm bình này, bỏ tất cả vào bốn góc trong yến hội, còn dư lại, dọc theo cửa khách mời mới đi ra, mỗi 10 mét một giọt. Thì khách mới sẽ không có việc gì, chấm than ngoặc kép. Anh xác định, Trang Hạo Nhiên cảm giác tình thế nghiêm trọng, cẩn thận mà nhìn về phía anh ta. Xác định, bác dịch nặng nề gật đầu. Được, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đưa tay cầm lấy bình nhỏ, đưa cho tiêu đồng, tiêu đồng nhanh chóng nhận lấy. Tưởng thiên lỗi lại nhanh chóng nói, lập tức truyền tin bộ xanh hóa, bộ phận trước sân khấu, tất cả bộ quản lý phòng trọ, cùng với đầu bếp hành chính, bộ phận bảo an, tất cả kỹ sư, nhất định phải lật mặt cỏ khách sạn, thảm, các nơi, toàn bộ tìm kiếm một lần. Đêm nay tôi không muốn có sai lầm nhỏ nào, nhất định không thể để cho bất kỳ một khách mới nào gặp chuyện không may. Vâng, Đông Anh khẩn trương mà lên tiếng. Bác dịch cúi đầu, một trận đau lòng mà nhìn về phía trang ngải lâm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, anh đau lòng ôm ngang cô đứng lên nói, không có việc gì. Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Chấm than ngoặc kép. Trang ngải lâm dựa vào bờ vai của anh, run lẩy bẩy mà nhìn về phía anh. Bác dịch không có nói thêm nữa, chẳng qua là trầm mặc mà ôm Trang ngải lâm cất bước đi lên phía trước. Trong nháy mắt Trang hạo nhiên nắm chặt bờ vai của anh ta, nhanh chóng nói, khi còn bé chị của tôi, đã từng bị con rắn dọa qua, vì vậy. Anh nhất định phải chăm sóc chị ấy kỹ càng, một lát sau tôi sẽ tới, nhờ cậy anh rồi. Ừ, bác dịch hơi gật đầu, lập tức ôm Trang Ngải Lâm nhanh chóng rời đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 892, cây nho Đêm tối, dường như đã được định trước là không yên bình. Rất nhiều nam nhân viên làm việc tại khách sạn Á Châu, tất cả đều mặc đồng phục đen, theo lời căn dặn của quản lý bộ phận cây xanh, dọc theo bốn phía của hiện trường bữa tiệc tiến hành nhỏ dầu trị rắn, lại dẫn theo nhân viên của bệnh viện thú y bên ngoài, bắt đầu điều chế bột lưu huỳnh, theo lượng đã định giấu vào trong bụi cỏ, và giữa những gốc cây tùng, vô số nhân viên an ninh, đeo găng tay bạc, bắt đầu tại mỗi nơi tiêu khiển giải trí, đều giải rác chất bột trắng, lại nhanh chóng báo với quản lý bộ phận. Chuyện có rắn sông vào khách sạn Á Châu, chỉ thị cho những đồng nghiệp nam bắt đầu lục soát và kiểm tra từng tấm thảm lông ở tất cả các nơi. Trước bộ phận sân khấu, vài nhân viên đứng trước quầy, Nhìn vô số nhân viên an ninh, sắc mặt nghiêm trang đi tới trước sân khấu, cùng Từ Trạch Minh nói gì đó, lại nhanh chóng đi vào bên trong, bắt đầu lục soát. Vài nhân viên lễ tân đứng một bên, nhao nhao nghi ngờ khó hiểu nhìn quản lý sau khi nghe người đi đến nói, sắc mặt liền lạnh lùng, tò mò đi qua, hỏi quản lý xảy ra chuyện gì rồi sao. Từ Trạch Minh đứng một bên, biết đồng nghiệp nữ nhát gan, mà lại vì loại rắn này là loại cực độc, nên trước hết muốn đề phòng liền trầm giọng trả lời các cô cần hiểu rõ tình huống, không nên khẩn trương. Bên kia tiệc từ thiện tối phát hiện có rắn độc, giữa bụi cây cũng có mấy con bò tán loạn, hiện tại toàn bộ khách sạn đang toàn lực lục soát, không có việc gì, nhưng các cô cũng phải để tâm. Mấy nhân viên lễ tân nghe nói vậy, nhất thời toàn thân run lên, sợ so tới mức tim đập thình thịch, nhưng lại vẫn lấy thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp đã được huấn luyện lúc bình thường, đành phải kiềm nén những sợ hãi, chậm rãi gật đầu, nói, biết rõ rồi ạ. À. Từ Trạch Minh lập tức cầm lấy điện thoại, nghiêm túc thông báo với trợ lý, lập tức điều tra thời gian đi làm, xem có bao nhiêu nhân viên nam đã tan ca hoặc còn nghỉ ngơi, toàn bộ đều điều động lại, làm việc thay các nhân viên nữ, các cô ấy nhát gan, chịu không được sự dày vò này đâu. Trợ lý lên tiếng, tức khắc đi thăm dò. Từ Trạch Minh đứng trước đại sảnh khách sạn, nhìn về phía các vị khách mời đang lui tới, sắc mặt cứng lại thở dài, hai tròng mắt lóe lên suy nghĩ, gần đây sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tưởng thiên lỗi bước nhanh đi tới trước mặt thủ tướng, cố gắng mỉm cười không người, nhỏ giọng nói rõ đầu đuôi, vì để đảm bảo an toàn, mời ông trước hết nên rời khỏi. Thủ tướng ngồi tại vị trí cao nhất, hai mắt thâm thúy lóe lên tia sáng xúc động, mặt không biến sắc, mỉm cười chậm rãi nói, nếu hôm nay là tiệc từ thiện, mỗi người chúng ta đều nên là kiên trì đến phút cuối cùng, xem xong phần biểu diễn, mới có thể rời khỏi. Tô Thủy Kỳ sắc mặt trầm tĩnh, im lặng không lên tiếng hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chớp lóe hiểu ra ý của thủ tướng, anh lập tức hơi không người, thủ tướng ngài cứ yên tâm, tôi nhất định bảo đảm tất cả khách mời đều sẽ an toàn rời khỏi. Chấm than ngoặc kép, thủ tướng khẽ cười, tiếp tục bình tĩnh xem biểu diễn. Trang hạo nhiên phía dưới, vừa nghe nhân viên an ninh và đặc công công bố vài phương án sau khi khách mời rời đi, còn có tình hình của từng bộ phận nhau nhau truyền tới, quản lý bộ phận quan hệ xã hội cũng đã căn dặn, tạm thời cầm chân những phóng viên ở hiện trường. Lãnh Mạc Hàn và Uyển Thanh thần tốc chạy dọc theo tầng lầu, sắc mặt ngưng động, thở hổn hển hướng về phía mật thất. Thanh Bình cũng không còn khí lực đứng ở cửa mật thất, bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Mạc Hàn cùng Uyển Thanh đang chạy tới, ý bảo bọn họ không cần vào. Lãnh Mạc Hàn và Uyển Thanh đứng bên ngoài mật thất, nhìn về phía Thanh Bình. Thanh Bình bất đắc dĩ thở hổn hển nói, sau khi tôi biết sự cố xảy ra trong hội trường, tức khắc đi tới mật thất, phát hiện người ở bên trong đều đã bị rắn cắn chết ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hai mắt lãnh mặc hàn nóng cháy vẫn hận nắm chặt quả đấm đập mạnh vào mặt tường uyển thanh cũng mệt mỏi dựa vào cạnh tường nhẹ tay đặt lên trán đẫm mồ hôi bất đắc dĩ lắc đầu nói thật sự có bọn chúng thật sự có bọn chúng ngay cả rắn cũng nghe lời đến vậy sao rắn lại có thể nghe lời vậy chấm than ngoặc kép ầm um, một cái ly bị đập mạnh bể nát trên mặt đất tử hiền sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía người hầu khẩn trương nói cô. Cô, cô nói cái gì, chị Trang suýt chút nữa bị rắn cắn. Vâng, chấm than ngoặc kép, người hầu nói xong, đã cảm thấy toàn thân run lên, dường như muốn khóc nói, thật là, thật là đáng sợ, nghe nói loại rắn kia cực độc, chỉ cần cắn một lát sẽ lập tức tử vong. Trái tim tử hiền đã run rẩy muốn rơi rụng trên mặt đất, sợ so tới mức sắc mặt tái nhợt, không hiểu sao nghĩ đến có người hãm hại mình, bởi vì rắn rất thích ăn cây nho. Cô lại ấn chặt ngực, hai mắt đẫm lệ, lần này Trang Ngải Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Như mặt ngồi ở hàng ghế bên cạnh, tựa như vừa trải qua sự khiếp sợ, nghe được hàng ghế sát bên cạnh Tử Hiền đang vô cùng sợ hãi thở hồn hền, mặt cô hơi bộc lộ cái nhìn bi thương buồn phiền, dường như vô cùng đồng cảm. Phòng Tổng thống Toàn bộ kiến trúc vô cùng tôn quý, đèn đuốc đều sáng trưng, tất cả cửa sổ khắp nơi đều đóng chặt, bên ngoài vãi đầy bột lưu huỳnh, lại cho chuyên gia đến xem xét và lục soát xung quanh xong, mới mời chủ tịch trang, tổng giám đốc, tiểu thư yên tâm đi vào. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc cấp tốc dừng trước cửa biệt thự. Ân Nguyệt Dung mặc váy dài trắng, chỉ thắt bím tóc đơn giản, ngay lập tức bước xuống xe, thần sắc đau đớn mà kích động, vừa đi vào bên trong vừa hoảng hốt suốt ruột kêu nhỏ, "Bảo bối. Bảo bối, chấm than ngoặc kép. Trang Ngải Lâm đã từng bị vô số rắn độc nhe giang quấn quanh, cho nên đối với rắn vô cùng sợ hãi." Phòng Trang tính vô cùng Trang Hạo Nhiên cũng vừa gấp rút trở về cùng khẩn trương đứng bên ngoài cửa phòng tắm, bác dịch cũng lo lắng trên người nhiễm dịch cây nho, cũng khẩn trương tắm rửa qua, mặc sơ mi trắng, quần thường đen, nặng nề dựa một bên. Cửa phòng tắm mở ra, Trang Ngải Lâm cùng đi với hai người hầu còn có gì lý, sau khi tắm rửa qua, sắc mặt vẫn tái nhợt, mặc quần áo ngủ tơ tầm dài màu trắng, mái tóc thẳng dài, toàn bộ đều không còn hung hãn như xưa, chỉ run lẩy bẩy dựa vào bên người hai người hầu, trong đầu càng không ngừng nhớ đến hình ảnh con rắn bỏ tán loạn trên người mình, hai mắt cô lại lập tức ngẫn lệ, sợ tới mức toàn thân đều run lên vô lực. Bác dịch hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Chị, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức đi tới, đỡ chị mình đi về phía giường tơ tằm xanh năm xuống. Trang tính vỗ đau lòng nhấc chăn lên cho con gái, cũng cẩn thận đỡ con gái nằm xuống. Trang ngải lâm sợ tới mức toàn thân vô lực nằm trên giường, vừa mới nuốt một hơi bảo bối, chấm than ngoặc kép, giọng nói ân nguyệt dung truyền đến. Mọi người cùng nhìn ra bên ngoài. Trang ngải lâm nghe thấy giọng nói mẹ mình, cũng lập tức mở to mắt. Ân Nguyệt Dung bước nhanh vào phòng, nhìn thấy con gái gương mặt tiều tụy nằm trên giường, dáng vẻ cũng giống như lúc ấy, hai mắt run rẩy hoảng sợ rơi nước mắt, trong lòng bà lập tức đua nhói, hai mắt đẫm lệ đi qua, kêu to, bảo bối. Mẹ, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm trong khoảnh khắc khó chịu sợ hãi ngồi dậy, nhào vào lòng mẹ, nước nở nghẹn ngào khóc kêu lên, mẹ đi đâu vậy? Ân Nguyệt Dung ôm chặt cơ thể run run của con gái, càng không ngừng dùng hai tay vỗ về an ủi sau lưng cô, sốt ruột cùng khẩn trương nói, mẹ không đi đâu nữa. Mẹ vẫn ở đây. Trang tính vũ đứng một bên, đã một ngày không nhìn thấy vợ mình, đau lòng kêu, bà à. Ân Nguyệt Dung không để ý đến lời nói của chồng, chỉ đau lòng nâng mặt con gái, khẩn trương hỏi, bảo bối, con có bị rắn làm cho bị thương không? Hả? Trang Ngải Lâm yếu ớt lắc đầu. Trang Hạo Nhiên đau lòng ngồi xuống, nhẹ tay đỡ bả vai Trang Ngải Lâm, nhìn về phía mẹ, tuy lòng còn sợ hãi, lo lắng an nguy của chị mình, nhưng vẫn mỉm cười nói, không có việc gì, mẹ, người yên tâm. May mắn được bác dịch phát hiện kịp thời, cũng không bị rắn cắn. Ân Nguyệt Dung tức khắc cảm kích xoay người, nhìn về phía bác dịch, bộc lộ sự cảm ơn cùng kích động của một người mẹ, nghẹn ngào nói, bác dịch, cảm ơn con, đã cứu con gái của mẹ. Bác dịch đứng một bên, nhìn về phía ân Nguyệt Dung khiêm tốn cười, nói, gì không cần như thế, đây là cần phải làm. Ân Nguyệt Dung gật đầu cười, lại tức khắc xoay người, ôm chặt con gái, nghẹn ngào nói, bảo bối yêu quý, con ngàn vạn lần cũng không được gặp chuyện không may vì thấy rắn, mẹ chịu không được tội này. Trang tính vỗ đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía vợ mình. Trang ngải lâm lại dựa sát vào lòng mẹ, mặc kệ mái tóc dài buông xuống, che lấp dung nhan tuyệt mỹ của cô, lại vẫn run rẩy dựa trong lòng mẹ, không nói nên lời. Bác sĩ đã nấu canh an thần đến rồi đây. Di Lý lúc này, bưng nước canh chạy vào, khẩn trương nói. Đến đây, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung lập tức đem con gái cho dựa trước giường, tự mình nhận lấy nước canh an thần, dùng thìa múc lên một chút, thổi nhẹ, mới đưa tới bên miệng cô nói, nào, uống một chút đi. Trang ngải lâm sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn hiếm khi nghe lời cúi xuống dưới, uống xong thìa canh an thần kia. Bác dịch đứng ở một bên, nhìn về phía trang ngải lâm đã tẩy trang, sắc mặt mặc dù trắng xanh, nhưng vẫn có vài phần đơn thuần cùng động lòng người, khẽ chấp hai tròng mắt phiếm lệ, mà lại có chút đáng yêu, hai mắt anh lấp lánh bộc lộ chút ý cười, nhưng vẫn trầm mặc đưa hai tay đút túi quần, cúi xuống dưới. Bác sĩ giám sát quá trình sắc thuốc xong, sau khi rửa tay xong, mới đi tới, nhìn về phía trang ngải lâm hoảng sợ bất an như vậy, cười rộ lên nói, đại tiểu thư uống canh an thần này xong, đoán chừng tinh thần sẽ dần ổn định lại, chỉ cần lại châm cứu vài lần cho cô, có thể sẽ ngủ ngon hơn một chút. Ân Nguyệt Dung nghe xong, lập tức đặt chén canh xuống, sốt ruột cùng khẩn trương nhìn về phía bác sĩ nói, vậy cậu nhanh lên. Bác sĩ nghe lời này, cười rộ lên nói, cần tới châm cứu, vẫn lại là bác dịch tiên sinh tay nghề xuất chúng, vang danh trong ngoài nước. Bác dịch dựa trước kệ bên cạnh giường, hai mắt nhẹ lóe lên, ngẩng đầu trầm mặc nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng ngồi ở một bên, trầm lặng không lên tiếng. Ân Nguyệt Dung nhìn tình hình hai người này, tức khắc đứng lên, nhìn về phía bác dịch nói, bác dịch à. Con mau chóng châm cứu cho Ngải Lâm đi, nó chỉ sợ rắn, sợ đến muốn chết. Chỉ cần nhẹ chạm vào cái thứ ấy, đều sẽ gặp ác mộng cả ngày. Giúp gì đi nhé. Bác dịch nghe lời này, liền mỉm cười gật đầu, gì, người yên tâm đi, con biết rõ rồi vất vả cho con rồi. Trang tính vũ cũng đứng dậy, cảm kích nói. Bác dịch lại gật đầu. Bảo bối, bảo bối của mẹ, không có việc gì. Một lát mẹ sẽ ở cùng với con. Ân Nguyệt Dung nói xong, lại ôm chặt con gái một cái. Trang tính vũ cũng nhẹ vuốt ve mái tóc con gái, mới đau lòng cùng vợ mình rời đi. Trang hạo nhiên cũng không yêu cầu gì, chỉ vừa cùng mẹ đứng lên, vừa nhẹ tay vỗ vỗ bờ vai anh, lìa trầm mặc đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, mẹ, tối nay ngu ít không nên đi đâu, cứ ở nhà, với chị. Con còn có việc bận, lập tức phải đi rồi. Mẹ ngủ khách phòng, ân Nguyệt Dung nói xong, liền mặt lạnh đi ra ngoài. Trang tính vũ lập tức khẩn trương theo sát vợ mình đi về phía trước. Cả căn phòng một mảnh yên tĩnh. Bác dịch đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn Trang ngải lâm một cái. mươi 893, bảo vệ. Anh, anh muốn làm gì? Trang ngải lâm thất thần ngẩng đầu, nhìn về phía bác dịch, bác dịch lặng lẽ ngồi ở bên giường, vẻ mặt lãnh đạm, giật ngân kéo trên đầu giường, lấy ra một hộp kim châm, từ bên trong lấy ra một chiếc châm nhỏ, bật lửa đốt nóng đầu kim châm. Trang Ngải Lâm thấy vậy liền khẩn trương, hai mắt mãnh liệt di chuyển, hỏi lại anh muốn làm gì? Đun nóng đầu châm để châm cứu, có thể giúp em nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, bác dịch nói xong, lại hơi xoay tròn kim châm, hơ đầu châm trước ngọn lửa khiến nó đỏ bừng. Trang Ngải Lâm đã khôi phục một chút ý thức, cô kéo chiếc ga trải giường màu tím phủ lên trên người của mình khẩn trương nói quên đi không cần tôi không châm cứu chấm than ngoặc kép cô nói xong liền nằm xuống giả vờ nhắm mắt ngủ bác dịch lại không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay của cô kéo cô dậy nói ai bảo em thèm ăn nho không ăn thì đã không có việc gì rồi làm sao tôi biết được bên trong có rắn trang ngải lâm dựa trên đầu giường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ trong nháy mắt nhớ tới dáng vẻ vâng vâng giả dạ giả dạ của nhâm tử hiền đối với mình, cô cắn răng nói, nhà đầu chết tiệt kia, tôi nhất định không buông tha cô. Bác dịch nghe, lập tức chậm rãi cầm kim châm lên nói, cô ấy và em không thân cũng chẳng quen, em muốn ăn nho, còn muốn oán trách người khác, không biết từ lúc nào tính tình em đã trở nên ngang tàng xảo trá như vậy. Ai cần anh lo, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía anh lạnh lùng nói bác dịch chậm rãi cầm kim châm lên nhàn nhạt nhìn về phía cô trang ngải lâm nhớ tới hôm nay là anh đã cứu mình vẫn còn có chút ngượng ngùng chậm rãi cúi đầu hai mắt đảo qua đảo lại mới hỏi vì sao anh lại qua đây chỉ là trùng hợp thôi sao bác dịch không trả lời vấn đề này của cô chỉ nắm lấy cổ tay trái của cô cầm những ngón tay mềm mại nhắm đúng vị trí huyệt đạo chuẩn bị châm xuống mới nói đi tìm em trang ngải lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh một cái liền nhăn mặt kêu nhỏ, đau. Bác dịch nhíu chặt mi tâm, hai tròng mắt chuyên tâm nắm chặt bàn tay trái của cô, một tay cầm kim châm, nhẹ châm vào vị trí huyệt đạo của cô, để một lúc mới thong thả rút ra, nói, không phải em coi anh là người lạ sao? Hỏi chuyện này để làm gì? Trang ngải lâm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Bác dịch không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt lấy thêm một chiếc kim châm khác, hơ lên trên ngọn lửa, chậm rãi đun nóng. Trang ngải lâm ngồi một bên, không lên tiếng. Bác dịch cẩn thận từng ly từng tí đem kim châm đun nóng, lại nắm lấy tay phải của Trang Ngải Lâm, mở lòng bàn tay cô, tìm vị trí huyệt đạo, chậm rãi hạ châm xuống, cố ý tăng thêm chút lực, ngón tay nhấn chặt nơi mạch máu của cô. A, à, trong nháy mắt Trang Ngải Lâm cảm giác được nơi huyệt vị sưng cùng đau đớn, cô lại không khách khí kêu nhỏ, đau quá. Ai bảo em không nói lời nào, bác dịch nhàn nhạt nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép trang ngải lâm lặng lẽ nhìn anh bác dịch nhìn thời gian đã đủ liền cẩn thận từng ly từng tí rút châm ra sâu xa nói nằm xuống làm gì trang ngải lâm lập tức nhìn về phía anh hỏi bác dịch lấy ra thêm một cây châm dài ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm như cũ nói châm cứu người lạ trang ngải lâm trừng mắt liếc anh một cái nhưng vẫn chậm rãi nằm xuống lập tức cảm giác được thế giới của mình dường như chậm lại cô cảm thấy yên lòng im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng xa hoa sang trọng lại thật sự cảm thấy buồn ngủ bác dịch ngồi xuống vị trí nhìn trang ngải lâm vô cùng xinh đẹp ngón chân ngón tay trắng như tuyết anh im lặng không lên tiếng nhẹ nhàng cầm cái bật lửa lên đem đầu châm nốt nóng xong mới nâng bàn chân của cô lên ở phía dưới mờ u bàn chân của cô cẩn thận từng ly từng tí châm xuống châm ổn chậm rãi nói đừng động đậy anh phải tránh tĩnh mạch của em trang ngải lâm hơi nghiêng mặt vừa vặn nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của bác dịch, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra dáng vẻ nghiêm nghị, trên người của anh toát ra khí thế không thể xâm phạm, xuất phát từ tín ngưỡng của anh. Qua một lúc lâu, bác dịch lại cẩn thận rút châm ra, lại vì cô mà châm một cây kim khác. Trang ngải lâm chợt cảm thấy thân thể càng lúc càng thư giãn, cái loại cảm giác quỷ quái đáng sợ đó từ từ biến mất, cô nuốt nhẹ nơi cổ họng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bác dịch sau khi châm cứu cho cô xong, ngẩng đầu nhìn thấy cô đã nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng lấy chân đắp lên trên người của cô ngón tay xẹt qua mái tóc mềm mại của cô cả người xúc động có chút ngứa ngáy anh không nói gì nữa chỉ là cảm giác có chút buồn bực liền trực tiếp đứng lên tắt hết đèn trong phòng chỉ để để lại ánh đèn nhàn nhạt, nhạt đầu giường nhẹ giật cửa sổ sát đất mở ra làn mưa chảy xuống lá sen vang lên âm thanh róc rách cảm thấy ấm áp trong lòng anh làm gì vậy trang ngải lâm nhất thời cả kinh lập tức có chút sợ hãi chống đệm ngồi dậy nhìn về phía bên ngoài cửa sổ tối om cô sợ hãi kêu to lên anh mau đóng cửa sổ lại chẳng may rắn bỏ vào thì biết làm sao mau đóng cửa lại chấm than ngoặc kép bác dịch đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn về phía trang ngải lâm sâu xa nói có anh ở đây rắn sẽ không bỏ vào em sẽ không có việc gì làm sao anh xác định được như thế trang ngải lâm không hiểu sao cảm giác thân thể tê dại bác dịch có chút bất đắc dĩ nặng nề thở một hơi mới nói, bởi vì anh là người trông coi vườn nho, nhiều năm cùng nó chiến đấu, nó tự nhiên sợ anh. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang ngải lâm trừng lớn đôi mắt nhìn anh, gấp đến độ thở dốc, lại không khỏi nhớ tới vừa rồi ở giữa yến hội, trong nháy mắt anh xuất hiện ôm chặt mình, đem con rắn đáng sợ kia xử lý. Cô vẫn như cũ còn cảm thấy tê dại kéo đệm chăn, đắp trên người, khẩn trương nói, nhưng vẫn thật khủng khiếp vật kia vừa nhỏ nhưng cũng thật đáng sợ. Không có chuyện gì, bác dịch trầm ổn nói xong, liền đi thẳng tới bên người Trang Ngải Lâm, ngồi xuống, nắm bàn tay thon nhỏ ngọc ngà của cô, tiếp tục xoa bóp huyệt vị cho cô. Trang Ngải Lâm dựa trên đầu giường, trên trán còn chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, khẩn trương thở dốc nhìn anh bình tĩnh cúi đầu, nắm bàn tay của mình, thuần thục xoa bóp, đôi mắt luôn trầm ổn và kiên định. Cô có thể cảm giác được, mặc kệ anh có làm chuyện gì cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc, sẽ không phản bội, nhất là hôm nay khi anh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt ôm chặt mình, cô có thể cảm giác được lồng ngực của anh vô cùng rắn chắc, lúc bảo vệ mình, vô cùng khẩn trương. Bác dịch nâng mí mắt, nhìn về phía cô. Trang ngải lâm lập tức cúi xuống, im lặng không lên tiếng. Bác dịch cầm bàn tay cô nhẹ nhàng buông ra, dường như vô ý hỏi, một mình em có dám ngủ không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, hai mắt trang ngải lâm nặng chiếu, nhưng vẫn ngang tàng nói có cái gì mà không dám được bác dịch nắm cổ tay cô bỏ vào bên trong chăn sau đó giảm một chút ánh sáng đèn nơi đầu giường mới nói vậy em nghỉ ngơi sớm một chút anh ngủ ở phòng bên cạnh có chuyện gì thì gọi anh anh đảm bảo với em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì một lát nữa châm cứu sẽ có tác dụng em sẽ chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau trang ngải lâm ngồi một bên có chút cô đơn im lặng không lên tiếng bác dịch lại nhìn thật sâu vào cô. Tính cách trang ngải lâm ngang tàng, nhớ anh thường xuyên bỏ mặc cùng xoay người, cô cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng. Bác dịch đành phải đứng lên, cúi đầu nhìn cô một cái. Trang ngải lâm vẫn lặng lẽ ngồi trước giường như cũ, sắc mặt tái nhợt, môi có chút khô, trong lòng vẫn khó bình tâm trở lại, nhưng tuyệt đối vẫn trầm mặc. Bác dịch hiểu ra, hai tròng mắt di chuyển lộ ra vẻ mất mát, nhàn nhạt, nhạt xoay người, cất bước đi về phía cửa phòng trang ngải lâm nhanh chóng nằm xuống kéo chân phủ kín cơ thể của mình bác dịch đứng bên cạnh cửa xoay người mãnh liệt nhìn cô một lúc lâu sau vẫn phải chậm rãi mở cửa ra không bao lâu sau cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trang ngải lâm nhất thời nâng chăn lên đắp lên trước ngực nặng nề thở dốc đưa lưng về phía cửa phòng nặng nề nuốt khan nơi cổ họng bắt đầu ngủ bác dịch nhàn nhạt đứng bên giường hai tròng mắt thâm thúy nhìn người con gái bướng bỉnh này nằm trên giường nhớ tới nhiều lần cùng cô kết hợp cả thể xác lẫn tinh thần có lẽ trên thế giới này không có một người phụ nữ nào có thể khiến anh kinh ngạc như vậy anh nặng nề thở gấp trang ngải lâm mở mắt ra cảm giác được có người đứng phía sau cô kéo chặt chăn trên người bác dịch chậm rãi ngồi trước giường nhìn người phụ nữ này quay lưng lại với mình anh không kìm được lòng vươn tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc phương ra sau cổ cô lộ ra làn da tuyết trắng mê người mới nói anh tiếp nhận vườn nho từ cha mẹ ở trước mộ bọn họ thề, cả đời cả kiếp đều ở lại bảo vệ nơi đó, nhưng không nghĩ đến lại yêu em. Một vị thiên kim đại tiểu thư như em, một con rắn nhỏ đã sợ đến như vậy, làm sao có thể chịu đựng được một vườn nho tịch mịch, suốt ngày chỉ có gió thổi. Còn có lợn rừng, rắn cùng chuột suốt ngày đi qua đi lại. Trang ngải lâm im lặng không lên tiếng. Lần trước anh trở lại, vừa mới thu mua một vườn nho khác, tính toán trồng giống nho chính gốc của Trung Quốc, trong tương lai anh còn muốn đi khắp các quốc gia mặc kệ dầm mưa dãi nắng ăn bờ ngủ bụi anh đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhưng em thì không em không cần phải cùng anh chịu khổ anh biết em cũng có lý tưởng của mình có cuộc sống của chính mình làm sao anh có thể bắt em buông bỏ tất cả để đi theo anh anh bỏ được nhưng em không bỏ được anh đã suy nghĩ rất lâu rốt cuộc mới có quyết định anh biết thương tổn đến em nhưng loại buông than này đối với cuộc sống của anh cũng là một chuyện vô cùng đau đớn hãy tha thứ cho anh anh nhìn thật sâu vào cô. Trang Ngải Lâm vẫn như cũng nhìn về phía trước. Em rất đẹp, mặc kệ thế nào, em nhìn đều rất đẹp. Hôm nay đi theo em, bởi vì anh nhìn thấy em và người đàn ông khác đi cùng nhau, anh thật sự muốn điên rồi. Đôi mắt bác dịch thâm thúy xẹt qua một tia mất mát, ngón tay nhẹ lướt qua những sợi tóc mềm mại của cô, lại chậm rãi nói, anh không có cách nào rời khỏi vườn nho được, anh đã thề cả đời phải bảo vệ nó, buông tha em chính là bất đắc dĩ. Thế nhưng đêm nay để anh ở lại đây cùng em, được không? Trang ngải lâm cắn chặt răng, vẫn như cũng không nói chuyện. Bác dịch nhìn bóng lưng im lặng của cô, di chuyển ánh mắt, cúi đầu xuống hôn lên cổ cô đầy sủng ái, môi mỏng của anh tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo, cứ như vậy vừa hôn vừa mút. Thân thể trang ngải lâm nhanh chóng chuyển đến một trận tê ngứa, cô nắm chặt chăn, chậm rãi nhắm mắt lại. chương 894, Hạnh Phúc Giọt mưa lãnh lẽo tí tách rơi xuống hồ sen. Ngọn đèn phòng tổng thống vẫn sáng. Trang Tính Vũ đứng ở bên ngoài phòng khách, có chút khẩn trương mà lắng nghe động tĩnh bên trong, khuôn mặt lo lắng cùng sốt ruột. Trong phòng, Trang Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà hầu hạ mẹ ngủ, mới chầm mặc tắt ngọn đèn sáng trong phòng ư, mở đèn nhỏ trước giường, nhìn thoáng qua bóng dáng im lặng của mẹ, mới chầm mặc mà đi ra, mở cửa, thấy cha đang đứng ở cạnh cửa, mặt của anh có chút giống như cười mà không phải cười. Trang Tính Vũ đứng ở ngoài cửa, lập tức có chút tức giận mà nhìn về phía con trai. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng đóng cửa lại, mới nhỏ giọng nói cha, cha ở đây chăm sóc mẹ, khách sạn còn có việc, con muốn trước xử lý. Ừ. Trang tĩnh vũ không khách khí đáp lời. Trang hạo nhiên chậm chạp cất bước đi ra ngoài, vội vàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài khách sạn, nghĩ đến tưởng thiên lỗi khẳng định ở bên kia, loay hoay người ngã ngựa đổ rồi. Phòng tổng thống trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Trang tính vũ đứng ở ngoài cửa phòng, nghĩ đến hôm nay vợ mình tức giận chạy ra ngoài, vốn là trong lòng vẫn quan tâm nhớ kỹ, rồi lại bởi vì chuyện tối nay quá quan trọng, liền tạm thời không có đi tìm bà, sau đó mới biết được bà đi đến chỗ con trai nghỉ ngơi, ông nặng nề thở ra một hơi, biết chuyện của mình với mạn nghi, quả thực làm tổn thương lòng bà, liền áy náy mà cúi đầu xuống, nhẹ tay nắm khóa cửa, xoay tay, đẩy cửa đi vào. Căn phòng có chút lành lạnh, đây là phòng tổng thống đầu tiên, bởi vì ân Nguyệt Dung rất thích ngắm trang kế hồ sen, khi mùa hè, càng sẽ không có nóng bức cùng khó chịu. Trang tính vũ đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía bóng dáng vợ mình đang cuộn tròn, nằm ở trên giường trầm mặc mà ngủ, tóc uốn, mềm mại mà rủ xuống ở một bên, bà luôn đẹp như vị thần, nhiều năm qua, đều giữ được khuôn mặt xinh đẹp và tâm trạng lạc quan, ông liền trầm mặc mà đi tới, ngồi ở bên cạnh bà. Ân Nguyệt Dung biết rõ chồng bà vào được, nhưng vẫn tức giận mà nằm ở trên giường, đưa lưng về phía ông mặt lạnh nhắm mắt lại ngủ trang tính vũ yên tĩnh mà ngồi ở bên giường nhìn về phía hoa xanh xứ phía trước phía trên cắm một lá thật dài vô cùng xinh đẹp cuối cùng ông mới chậm rãi mở miệng hôm nay những lời nói của em có chút làm tổn thương lòng anh trong nháy mắt ân nguyệt dung mở mắt ra nhìn về phía trước trên mặt trang tính vũ vốn có thần và sáng ngời có chút mất mát buồn bã nói em nói ở chung với anh vài năm nay, em vốn không vui, những năm này anh yêu thương em, có phải thật sự là ổn công rồi không? Ân Nguyệt Dung im lặng không lên tiếng. Trang tính vũ nặng nề thở dài một hơi, lại tiếp tục nói, vợ chồng chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngoại trừ buổi tối ngày hôn lễ kia, anh vẫn có cảm giác, sáng hôm sau, vẫn ôm em, tự mình nấu ăn cho em ăn sớm chút, nhiều năm như vậy cho đến bây giờ, ngoại trừ thời gian làm việc của anh, cho tới bây giờ đều không có rời khỏi em quá 8 tiếng, bởi vì biết rõ em không có cảm giác an toàn biết rõ em sợ cô đơn lạnh lẽo cho tới bây giờ anh đều không có ngừng yêu thương em em nói nhiều năm như vậy đem em thả trong lòng bàn tay làm hòn ngọc quý trên tay tỉ mỉ mà che chở em ngã bệnh anh vẫn một người tự mình chăm sóc hơn thế nữa cũng không sánh bằng một tấm hình bình thường em có chút tùy hứng anh biết rõ thế nhưng là ân nghĩ thầm chỉ cần em vui vẻ anh vẫn có thể nhường nhịn cùng thông cảm tất cả vì em nhưng mà kể có chuyện gì không nên lấy tình cảm 10 năm ra nói giỡn, có lời không nên nói. Nói, chính là tổn thương tình cảm của hai chúng ta. Lòng của ân nguyệt dung đau xót, nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống. Trang tính vũ buồn bã quay đầu, nhìn về phía vợ mình, thâm tình nói, cũng không phải chúng ta tận hưởng vinh hoa phú quý, sẽ không có người bình thường đồng cam cộng khổ, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, em đã từng xuất hiện, an ủi anh khi bị đau khổ, chúng ta đã từng cùng một chỗ mất đi một đứa bé, chúng ta đã từng mỗi ngày cần cù tiết kiệm, cũng không dễ dàng cãi nhau, cũng không can thiệp chuyện của nhau, khó có được một đoạn hôn nhân như vậy, quả thực không dễ dàng, anh là rất quý trọng. Em không quý trọng sao? Ân Nguyệt Dung không nhịn được nhấc nháy bờ môi, tùy ý nước mắt chảy xuống. Trang tính vũ cũng có chút đau lòng mà cúi xuống, âm u nói là tình yêu dâng trào mạnh mẽ như vậy, cũng không phải chỉ vì cuộc hôn nhân thật sự lộ ra có ý nghĩa, trong lòng anh đối với em luôn có cảm kích, cảm kích em một đường làm bạn với anh, bây giờ em vẫn như một đóa hoa quý xinh đẹp như vậy, anh cũng đã là ông già rồi, nhớ tới năm đó, khi anh theo đuổi mạn nghi, mới gặp em, kỳ thật cũng có kinh diễm. Nước mắt rơi như mưa, hai mắt của ân nguyệt dung đẫm lệ, đè nén tiếng khóc không ra tiếng đến đỏ bừng cái mũi, nước nở chịu đựng không lên tiếng. Trang tính vũ nhân mi tâm lại, đau lòng nói, chỉ là em cũng biết con người của anh, từ trước đến nay trái tim đã chết, năm đó hoàn toàn chính xác yêu thích bà ấy cũng hoàn toàn chính xác bởi vì lựa chọn của bà ấy mà thương tâm khổ sở thế nhưng là trong nháy mắt rồi lại không hiểu sao bởi vì say rượu cùng phát sinh quan hệ với em lòng ta trong lúc ấy được an ủi rồi ân nguyệt dung khẽ giật mình trang tính vũ bất đắc dĩ nói tình cảm của anh dành cho mạn nghi lúc đó vào đêm kết hôn với em quả thật vẫn còn chút mất mát mất mát mất đi đoạn tình cảm kia cũng mất mát vì anh với em không có trải qua yêu đương thực sự liền cùng một chỗ, đối mặt với cuộc sống tương lai dài đằng đẵng anh có chút mơ hồ. Thế nhưng là xoay người, nhìn thấy em nằm ở trên giường, đột nhiên anh mới giật mình tỉnh, em vẫn là một cô gái với chưa có mối tình đầu, lại đem cả đời không hề giữ lại cùng nhiệt tình toàn bộ giao cho anh, vẫn đem thư quý giá nhất tất cả đều cho anh, chút tín nhiệm đó nhưng thật ra là cuộc đời khó cầu được nhất. Đêm hôm đó anh, càng không ngừng suy nghĩ có quan hệ tín nhiệm, có quan hệ trách nhiệm anh nghĩ càng xác định bản thân yêu em, sau khi xác định, vẫn yêu, vì tín nhiệm của em, tuyệt không quay đầu lại. Cơ thể của ân nguyệt rung run rẩy, nước mắt từng dòng chảy xuống. Nếu như anh biết rõ, đêm hôm đó em bởi vì hành động nào đó của anh, mà thương tâm khổ sở nhiều năm như vậy, anh sẽ càng thêm yêu thương em với tư cách đền bù, chẳng qua là cả đời chính ngắn ngủi như vậy, kiếp sau cũng không biết có thể gặp lại hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn có chút không bỏ được ông nói xong hơi cúi đầu đôi mắt tang thương nhiều năm như vậy vậy mà hiện lên một chút ướt át ân nguyệt dung nhất thời kích động xoay người khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chồng mình trang tính vũ vẫn cúi đầu mất mát cười khổ nói sao em không tin anh vậy sao không tin hôn nhân thần thánh này vậy nó so với bất kỳ ai bất cứ chuyện gì cũng chân quý hơn anh nhiều năm như vậy vì tín nhiệm của em ngươi không hề giữ lại chút yêu thương cố gắng hồi lâu vốn là thử muốn đi yêu thế nhưng là một ngày nào đó, mới phát hiện, anh đã không thể rời khỏi em rồi. Không thể rời khỏi người vợ hoạt bát đáng yêu, cho anh rất nhiều tiếng cười. Thường thường vì có thể có được em mà cảm thấy hạnh phúc, anh thường xuyên đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng em vốn thương tâm nhiều năm như vậy. Anh thật sự là thất bại. Đều là lỗi của anh. Ông xã, ân nguyệt dung nhất thời rơi lệ ngồi xuống, nghẹn ngào xúc động mà nhìn về phía chồng mình. Lúc này trang tính vũ mới ngẩng đầu, xúc động nhìn về phía vợ cảm thấy tối nay trên khuôn mặt già nua hiện lên nhiều cảm xúc buồn bã nói anh già rồi có chút tư tưởng không thay đổi được trong khoảng thời gian này đối với sự quan tâm của em hoàn toàn ít quan tâm không phải như thế anh luôn thương em em biết rõ em vẫn luôn biết rõ vẫn luôn hạnh phúc ân nguyệt dung vội vàng khóc lên xin lỗi rơi lệ nói em hôm nay em chỉ là bởi vì nhất thời thương tâm khổ sở thôi cho nên mới nói ra những lời thương tâm như vậy sự thật không phải như thế. Em biết rõ nếu là thứ em muốn anh đều lấy cho em đối tốt với em. Em biết, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Em biết rõ, trang tính vỗ đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía vợ mình, không khỏi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt kiên định hoàn mỹ của vợ, buồn bã nói, bà xã, tha thứ cho anh, chuyện của mạn nghi. Đừng nói, em tin tưởng em, không cần giải thích, ân nguyệt dung tranh thủ thời gian nói, Trang tính vũ tha thiết mà nhìn vợ thật lâu. Ân Nguyệt sung nhào vào trong ngực trang tính vũ, nặng nề kéo cổ của ông, nước nở khóc lên, nghẹn ngào nói, chưa bao giờ em hối hận sự lựa chọn của em. Em biết rõ, anh có thể thâm tình yêu một người như vậy, thì anh cũng có thể đối xử với em như vậy. Bởi vì anh thật sự rất tốt, em sai rồi, em không nên nói ra những lời làm anh thương tâm như vậy, em sai rồi. Anh tha thứ cho em. Trang tính vũ nhẹ ôm lấy vợ, đôi mắt có chút ướt át, Thật sự đau lòng, chậm rãi nói, vài năm có được tình cảm như vậy không dễ dàng, thực không muốn nói ra những lời làm tổn thương nhau, ít nhất anh có thể cùng một chỗ với em, anh rất là hạnh phúc đó. Anh rất hạnh phúc, em cũng vậy, ân nguyệt dung lại ô nước nở nghẹn ngào khóc lên. Trang tính vô cũng mỉm cười, ôm vợ, thật tâm nói, em yên tâm, anh đối với mạn nghi thật sự không có chút tình cảm giữa nam nữ, chỉ là có chút chuyện, anh đúng là cần một chút thời gian trong tương lai, sẽ giải thích với em nhưng em phải tin tưởng anh anh là chồng em em là vợ anh tính mạng của chúng ta đến tương lai cuối một ngày so với thân nhân còn thân hơn so với người yêu còn muốn yêu hơn anh với em nhiều năm như vậy luôn tín nhiệm và tự hào về nhau cũng cảm ơn em nhiều năm như vậy tình cảm đối với anh vẫn bao dung cùng độ lượng như vậy cảm ơn em ông xã ân nguyệt dung đột nhiên đau lòng mà ôm chặt chồng mình khóc lên nói nếu có kiếp sao em vẫn muốn gặp anh em không bỏ anh được Trang Tính Vũ nghe lời nói ngốc nghếch này, nở nụ cười. "Ô ô ô ô ô." Ân Nguyệt Dung lại ôm lấy chồng mình khóc lên. "Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc, chỉ cần em không tức giận, tha thứ cho anh." Trang Tính Vũ ôm chặt vợ mình vào lòng, nhìn về phía đôi mắt to xinh đẹp kia, một giọt một giọt nước mắt rơi xuống, ông lập tức đau lòng mà lau giúp bà. Ân Nguyệt Dung cũng ngẩng đầu, nhìn về phía người chồng yêu thương cùng khẩn trương lo lắng cho bản thân không nhịn được mà nín khóc nở nụ cười. Trang tính vũ nhìn thấy vợ mình nở nụ cười, rốt cuộc cũng yên tâm lại, vô cùng cưng chiều mà vươn tay, véo nhẹ cằm của bà, nhỏ giọng nói, nếu như tha thứ cho anh, vậy trở về phòng ngủ đi, anh đặc biệt kêu gì lý đổi ga giường em thích nhất. Ân Nguyệt Dung lại rơi lệ mà cười rộ lên. Trang tính vũ cũng không có nói thêm nữa, liền nhẹ nhàng dịu dàng ôm ngang vợ đứng lên, chuẩn bị mỉm cười mà đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng, bóng dáng nào đó chìm trong bóng đêm, biết cha mẹ đã trở lại như thường, rốt cuộc anh cũng cúi đầu nở nụ cười, lúc này mới yên tâm trầm mặc rời đi. chương 895, Hành động Khách sạn Á Châu vẫn bận rộn như vậy. Tưởng thiên lỗi vẫn canh giữ chặt chẽ tại chỗ, nhìn đông đảo khách mời từ từ rời đi, bên cạnh rất nhiều nhân viên an ninh và đặc công nhao nhao nghiêm mật đứng một bên, hai tròng mắt nhanh nhẹn quan sát tình hình xung quanh, vô số nhân viên làm việc mặc trang phục ngụy trang, đeo găng tay bằng sắt, theo sự phân phó, cứ 15 phút liền bí mật giải bột lưu huỳnh, còn có ánh đèn laser, không ngừng quét qua giữa các bụi cỏ. Lãnh mặc hàn cùng Uyển thanh đứng một bên, hai tròng mắt mạnh mẽ lưu chuyển, nhìn đám người và tình hình xung quanh. Lúc này, như mặt cũng đã chen chúc trong đám người, ôn nhu cất bước ra, cô tựa hồ cũng cảm giác được có chút khác thường, nhìn tứ phía xung quanh. Hai mắt sắc bén của Uyển thanh tức khắc nhìn về phía cô. Thẩm quân dụ cũng đứng một bên, Nhàn nhạt nhìn Như Mạt. Như Mạt lại dịu dàng mà có vài phần lo lắng dưới sự giúp đỡ của người hầu, đi ra khỏi nhà hát, chuẩn bị rời đi. Huyền Thanh không nhịn được muốn tiến lên. Lãnh mặc hàn nắm chặt cổ tay cô, nhìn về phía bóng lưng hoạt bát và dịu dàng của Như Mạt, sâu xa nói, lúc này, chính là lúc thử thách khả năng chịu đựng sự yên lặng và chờ đợi của chúng ta. Nét mặt Huyền Thanh xa sầm chỉ nhìn người phụ nữ này, tò mò nghĩ, nếu như cô ấy thực sự là đối tượng bị tình nghi rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu bản lĩnh đây? Tưởng thiên lỗi hơi cúi đầu, vừa nhìn Đông Anh viết ra khách mời tối nay ngủ lại khách sạn Á Châu, để tránh những tình huống bất lợi xảy ra, đã sắp xếp bọn họ vào phòng VIP của câu lạc bộ, anh chậm rãi gật gật đầu. Trang hạo nhiên theo đoàn người từ từ tản đi, anh mới giống như không có việc gì phát sinh, nở nụ cười cùng thủ tướng đi ra khỏi nhà hát, các vị quan chức tán thành ông mới cất bước đi ra cửa chính nhà hát, năm chiếc trực thăng lập tức lượn vòng giữa không chung, Xe cảnh sát xung quanh lập tức xoay tròn đèn cảnh báo xanh đỏ, viên cảnh sát trên xe cũng đã nổ máy xe, đèn báo động sáng lên, cảnh sát giao thông ở phía trước mở đường, chuẩn bị hộ tống thủ tướng rời đi. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên cùng đứng bên ghế ngồi của thủ tướng, tôn kính khẽ gật đầu, cười nói: "Thủ tướng, cảm ơn ngài đã theo suốt hành trình từ thiện lần này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cũng cảm ơn ngài đã ủng hộ khách sạn Á Châu." Thủ tướng dưới sự nâng đỡ của cháu gái dừng bước lại dừng trước mặt hai người ý vị thâm trường cười nói một người đứng ở vị trí càng cao càng có cơ hội đối mặt với những mưa gió lớn hơn thậm chí trời làm đệm đất làm giường cô đơn một mình chịu đựng được cô đơn chịu đựng được thách thức mới có thể thành công làm nên đại sự có vài người trời sinh ra sống chính là vì giải quyết những chuyện như vậy bất kể như thế nào chuyện tối nay sau này sẽ còn những tình huống khác nữa nhất định phải nắm giữ thật tốt đừng để xuất hiện thương tổn cùng kinh động đến giới truyền thông vâng ngài yên tâm tưởng thiên lỗi tức khắc gật đầu đáp lại thủ tướng nhìn anh một cái rốt cuộc mới ngồi vào ghế xe tô thủy kỳ cũng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn trang hạo nhiên một cái mới cất bước lên xe trang hạo nhiên lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái tự nhiên hiểu ý đèn cảnh báo nhanh chóng xoay trò dựng lên tiếng cảnh báo ô ô ô truyền đến vô số những chiếc xe hơi cùng xe cảnh sát còn có xe chính phủ của thủ tướng chạy thẳng về phía trước máy bay trực thăng kia giữa không trung cũng không ngừng lượn vòng bên trong buồng xe thủ tướng mải mê suy nghĩ vài giây mới đột nhiên quay đầu nhìn cháu nội yếu ớt hỏi gần đây sao lại không thấy tiểu vi và tiểu hà ở bên cạnh con tô thủy kỳ mỉm cười quay đầu nhìn về phía ông nội nói gần đây khả hinh gặp được một chút phiền phức con đem cặp song sinh kia theo bảo vệ khả hinh thủ tướng nghe mặt cứng lại không lên tiếng. Tô Linh kỳ quái nhìn về phía ông nội, hỏi ông nội. Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, thủ tướng trầm giọng trả lời, hai tròng mắt thâm thúy tự có ý nghĩ riêng, nhàn nhạt nhìn về đoạn đường tối tăm phía trước, không lên tiếng. Thời gian từng chút từng chút qua đi. Nhà hát khách sạn Á Châu sau khi khách mời đã đi hết, tức khắc phong tỏa sân cỏ cùng con đường, lại chiếu đèn laser, mời chuyên gia về rắn và bác sĩ thú ý đến, cùng mặc áo blau, ngồi xổm giữa mặt cỏ, cầm kính hiển vi lên, quan sát đến địa điểm mà bác dịch chỉ ra, phân tích những con rắn này rốt cuộc từ đâu mà đến, hoạt động như thế nào. Thông qua từng đợt phân tích và thảo luận, cuối cùng cho ra một kết luận, mấy chục con rắn độc trước đây đã ở trên cây làm hang. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng rét lạnh, có vài nữ nhân viên, cũng như Đông Anh và Tiêu Đồng, cũng đã cảm thấy ra đầu tê dại. Tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên vừa từ khách sạn Á Châu bước nhanh đi tới, nghe được câu này, bọn họ lập tức quái lạ nói, trước kia đã ở trên cây rồi sao? Chấm hỏi ngoặc kép. Vâng, chuyên gia rắn cất bước đi tới một gốc cây lá có phần xanh tươi nào đó, cầm kính hiển vi lên, phân tích dấu vết tại nơi nào đó trên thân cây nói, rắn lúc bỏ qua, dấu vết những cái vải nhỏ sẽ rơi ra trên thân cây, đặc biệt còn có nước bọt. Cho nên tôi kết luận, Loại rắn vàng nhỏ này đã sinh sống trên thân cây được một khoảng thời gian. Đông Anh nghe, toàn thân lại toát mồ hôi lạnh, không nhịn được lại dựa vào người Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng không ngừng vuốt vuốt hai cánh tay của mình, cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương hỏi, "Vậy ông xem thử, loại rắn này tổn thương con người là do người hay là phản ứng tự nhiên?" Chuyên gia rắn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, "Bất kể là loại động vật gì, chỉ cần ta không làm bị thương nó, nó sẽ không dễ dàng cùng tập kích mục tiêu một cách có tổ chức, tôi cảm thấy khả năng rất lớn là do con người gây ra. Nhưng huấn luyện những sinh vật này, chính người đó đòi hỏi phải có nhiều hành vi thú tính mới thật sự đáng sợ. Rắn là loài khó huấn luyện nhất. Hai tròng mắt trang hạo nhiên bỗng thoáng qua ánh nhìn sắc bén. Tưởng thiên lỗi cũng phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai lại muốn hãm hại tập đoàn hoàn cầu chúng ta như vậy? Lại ra nước cờ mất trí như vậy? chấm than ngoặc kép. Chuyên gia rắn tức khắc nói, hiện nay tình huống quan trọng nhất, không chỉ là phải tìm những con rắn độc còn sót lại, mà là chúng còn có thể đã đẻ trứng bên trong, đây mới là vấn đề khó khăn. Cho nên đêm nay có thể phải cần thêm một chút thời gian nữa. Vất vả rồi, tưởng thiên lỗi lập tức gật đầu. Trang hạo nhiên sau một khắc trầm ngâm, lập tức dặn Đông Anh nói, Đông Anh. Lập tức cử những nhân viên an ninh đã tan ca hoặc đang nghỉ ngơi, và nhân viên an ninh của hội sở, lập tức qua đây, nhất định phải lục soát toàn bộ những thảm trải sàn của khách sạn Á Châu, sau đó điều chế thật nhiều bột lưu huỳnh, căn cứ theo các địa điểm, giải đi các nơi. Để cho bác sĩ của chúng ta, nhất định phải luôn luôn sẵn sàng, còn phải từ bệnh việc mời về năm bác sĩ tên tuổi, chia nhau đến trực ca tại trung tâm y tế của khách sạn chúng ta, để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, chúng ta phải cứu chữa kịp thời. Tôi cùng với Tổng Giám Đốc Tưởng đêm nay sẽ làm bạn với mọi người, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này cần phải trước khi trời sáng, giải quyết xong chuyện này. Vâng, chấm than ngoặc kép, Đông Anh gật đầu. Trang hạo nhiên lại trong nháy mắt xoay người, cùng lãnh mặc hàn trầm thấp, nói cho rắn độc cắn người, chưa chắc là đã chuẩn bị tốt. Mục đích quan trọng nhất chính là giết người diệt khẩu, mà nếu quả thực rắn độc vẫn luôn ở trên cây, lại làm cho người khác không hề hay biết, người này mấy ngày nay phải thường ở nhà hát. Tôi sẽ lập tức đi xem lại camera giám sát, lãnh mặc hàn nói. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới yếu ớt nói: chuyện chị của tôi chỉ do ngẫu nhiên, nhưng rắn độc xông vào nhà hát mục tiêu là ai? Cho dù có mục tiêu, lấy cái gì làm mục tiêu? Là ý đồ tạm thời bùng phát, nhưng mà đã chuẩn bị xong từ trước. Nếu như là tạm thời, chứng minh loại rắn độc muốn cắn người này đưa đến dụng ý quan trọng nhất. Nếu như lại phát hiện có rắn độc, có thể giả làm mồi nhử, kiểm tra thử xem sao. Việc này nhắc nhở Lãnh Mặc Hàn, ánh mắt của anh sáng ngời. Lúc này Đông Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên, bấm số của viện trưởng. Một căn phòng nào đó trong thành phố này vẫn sáng đèn. Một ông lão hơn 60 tuổi, vừa đeo kính mắt đen, vừa rời khỏi giường cầm điện thoại lên, giọng nói khàn khàn hỏi alo. Đông Anh lập lập tức đứng tại chỗ, nói rõ tình hình với viện trưởng, mời ông lập tức cử bác sĩ qua khách sạn Á Châu. Viện trưởng nghe, cầm di động tức khắc gật đầu lên tiếng trả lời, "Được. Tôi biết, cô yên tâm, tôi lập tức sắp xếp." Ông chậm rãi đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn ánh sáng đèn bàn trước mặt, vẻ hiền từ vốn có trên mặt kia, từ lúc bắt đầu lo lắng và bận rộn, yếu ớt hiện lên sự độc ác, hai trong mắt thoáng qua ánh nhìn tàn nhẫn, không hiểu sao nhớ tới cái đêm mưa gió kia, khoác trang phục chuyên dụng bóng đêm màu đen, tránh né hệ thống theo dõi, đâm đường khả hình một đao, lại vì thuốc tiêm bài quả tim như mạt bắn ra, kế hoạch đang từng bước một hình thành. Đáng tiếc, trái tim không thể lấy ra để hoàn thành nguyện vọng của tiểu thư. Vâng, nhiệm vụ ở khách sạn vẫn chưa thành, nhưng chúng ta đã từ trưởng phòng và quản lý quán ba, ép hỏi ra cô gái năm đó có thể lấy đi chai rượu đỏ. Có ba người bị tình nghi, hiện nay vẫn đờ nát ngầm thẩm vấn hai, chưa phát hiện mục tiêu, bây giờ còn lại một người cuối cùng. Viện trưởng cầm di động, ngồi trong góc tối, yếu ớt nói. Ai, một trận thanh âm trầm thấp truyền đến hai tròng mắt sâu lạnh của viện trưởng hiện lên vài tia nhìn tàn nhẫn, chậm rãi nói quản lý bộ rượu hoàn cầu. Đường khả hinh, chấm than ngoặc kép. Mấy chục tên người bóng đêm nghe thấy tiếng ra lệnh này, nhanh chóng bay trong mưa, khoác áo choàng tàng hình đáng sợ, trong ngõ hẻm sâu thẳm, nhanh chóng đi, mặt bộc lộ vẻ âm u, hai tròng mắt đầy thú tính, hướng về phía tiểu khu biệt thự cất bước đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 895